Chào toàn thể quý anh chị em bà con của bác trên khắp mọi miền tổ quốc nha. Trở lại với kênh máy của em ngày hôm nay ấy, có về mấy cái món đồ chơi cho quý anh chị em bà con bạc mình này. Rồi, và đầu tiên em sẽ lên thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm tông đơ nhá. Đây là cái mẫu tông đơ em để hơi ấy nhá, hiệu Ken Mây. Thì em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có 70.000 thôi, 70.000 nhá. Đấy, sạc là sạc trong luôn, hay có dây sạc theo kèm đầy đủ nhá, có dây sạc theo kèm đầy đủ. Và mình muốn cào mà cào trọc cào sạc thì mình mở cái cự này ra nhá, còn không thì mình lắp cái này vào mình cắt. Đấy, rất là ngon, có điều chỉnh cắt luôn, có điều chỉnh cắt theo chỗ đấy nhá, bao nhiêu ly tùy mình nhá. Rồi, em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 70.000 thôi, 70.000 một sản phẩm nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ngon và rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Và đặc biệt ngày hôm nay em có về một cái lô sản phẩm, đây là cái dây đèn nhá, dây đèn nối liền quý vị nhá. Đây là dây này có thể lắp được ngoài trời, và ánh sáng này là ánh sáng vàng quý vị nhá. Nhìn trên màn hình thì nó có vẻ hơi trắng, nhưng mà thật sự ra là ánh sáng nó là ánh sáng vàng đấy, cho quý anh chị em bà con hoặc mình ánh sáng vàng nhá. Rồi, cái màu ánh sáng vàng này một sợi như này gồm mỏ 10 mét nha, và gồm có 20 bóng đèn cho em, 20 bóng đèn nhá. Rồi, em sẽ sell thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình với giá chỉ có là 260.000 nhá, 260.000 thôi. Còn quý anh chị em bà con bạc mình nữa là mà thích chơi một cái loại nữa đấy là bóng loại cái đèn nhá, vừa đèn vừa quạt thì nó là như hình. Nó như hình này quý vị nhá, nó như hình. Em lắp ở đây, nó có nhiều chức năng, có remote điều khiển theo kèm cho em này. Và bây giờ em sẽ bật đèn này nhá. Bật đèn này nó sẽ sáng nha. Và đây, mình tắt ở đây, bật đèn. Đấy, rất chi là ok nha. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Và mình muốn điều khiển cái đèn mà theo ánh sáng này, theo màu á, thì đây, bằng trắng, vàng, xanh. Thì tùy ý mình nha, mình bấm vào nút ở giữa. Còn bác nào bật quạt thì đây nha. Bật quạt ở đây, đấy, cực kỳ là ok, quạt. Và tăng lên cho em này. Đấy, tăng lên, giảm thì, tăng lên, giảm xuống thì tùy mình. Và tắt ở đây cho em nha. Thì một cái màu... màu đèn này ấy, màu vừa đèn vừa quạt này cho em ấy, vừa đèn vừa quạt này cho em này, em sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con của bạc mình này. Đấy, mình về mình lắp vào cái đuôi như này thôi, vừa đèn vừa quạt cực kỳ là đẹp nhá, có nhiều chức năng luôn. Rồi, 220.000 một sản phẩm quý vị nhá, 220.000. đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Hai hàng cực kỳ là rẻ luôn quý vị nhá. Rồi, đầu tiên em sẽ lên thanh lý cho mình một cái mẫu thân khoang pin đầu 10 ly quý vị nhá. Hay rẻ ơi là rẻ và ngon cực kỳ là ngon luôn. Với một cái dòng chất dòng khoang pin. Đấy, motor từ không thang quý vị nhá. Rồi, con này là nó là chuyên một chế độ thôi. Bắn tôn, bắn vít khoang sắt cho em nhá. Rồi, cái mẫu này thì em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 230.000. 230.000 một cái sản phẩm như này. Đấy, hàng đẹp mơ mộng mơ luôn nhá, đẹp lung linh luôn quý vị ơi. Xài chân pin phổ thông nhá. Xài chân pin phổ thông cho em. Yeah, với giá chỉ có 230.000. Còn bác nào muốn xài màu ba chức năng thì em có màu ba chức năng cho quý vị nha. Màu ba chức năng thì nó cao hơn chút xíu là nó 265.000. 265.000 một sản phẩm cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Con này thì mình có thể gõ được luôn nha. Quay đầu lại là miếng sắt này là nó dày lắm. Cho mình gõ luôn nha. Nhờ gõ cái gì đấy, gõ đinh rồi gì đấy là ok luôn. Đấy, bục luôn nha. Rồi, 265.000. Đấy, còn bác nào muốn xài thân bu lông. Với đặc biệt là cái màu này thì nó toàn là chân pin phổ thông quý vị nhé. Chân pin phổ thông. Rồi, cho em này. Rồi, còn muốn xài bu lông. Bu lông này là bu lông 2:1 quý vị nhé. Bu lông 2:1 cho em này. Đẹp chưa? Đấy, mở bắn tôn, bắn vít này. Mở bu lông, xịt bu lông được ok nhá. Rồi, thanh lý với cho mình với giá chỉ 285.000. 285.000 một cái thân bu lông. Còn bác nào muốn mài pin thì có mài pin luôn nhá. Mài pin, chân pin phổ thông nốt luôn nhá. Rồi, với giá chỉ có 295.000, 295.000 một sản phẩm. Còn bác nào mà mua chưa có pin thì mua pin nhá, em đang thanh lý này. Thanh lý xả rẻ cái lô pin 20 cell nhá. Pin này là pin 20 cell, pin này là pin chả bá luôn á. Pin chả bá luôn quý vị ơi. Pin này pin về để xài máy khoang, máy mài có đèn báo pin không này thấy chưa? Đây là đầy pin này. Còn đây cái này nó còn dung lượng còn một cục này là nó còn hiển thị một đèn nhá. Ok chưa? Rồi. Pin 20 cell thanh lý 260.000 một quả thôi. 260.000 nhá. Còn bác nào mua sạc có sạc luôn quý vị nhá. Sạc bàn thì nó là chỉ có 60.000 thôi. Em lấy 60.000 một cái sạc bàn nhá. 60.000 một cái sạc bàn thôi quý vị ơi, rất là rẻ cho quý anh chị em bà con mình. Còn bác nào muốn
combo, combo mà nguyên đầy đủ phụ kiện, gồm có hai pin, nhưng mà pin này là pin 10 sao nhá, gồm có hai pin một sạc theo kèm, thì bộ này em sẽ thanh lý cho mình 550.000 nhá, 550.000 gồm có hai pin một sạc theo kèm như này, nằm trong hộp, có hộp đựng theo kèm, ok chưa? Rồi tiếp đến đây là cái sản phẩm thanh lý cho mình cái kẹo cắt ống nhá, kẹo cắt ống nước, cơ cắt tối đa của nó là phi 42 gram, em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 75.000 nhá, 75.000 một sản phẩm. Còn bác nào mà làm các cái đồ nghề này, làm quán xá đồ nghề nhá. Đây là cái mẫu thanh 500. Đấy, lên cái mẫu thanh 500 nhá quý vị nhá. Đây có hai con ốc bắc vít hai đuôi đầu nhá, có theo kèm, ốc vít theo kèm đầy đủ luôn như này cho quý vị bà con của mình. Và mình mua về thì mình đây là những cái thiết bị đồ nghề nhá. Đấy, mình cài lên như này. Mua hai thanh nhá. Đấy, mua hai thanh thì thanh nào cũng được. Đó, như này. Ok chưa? Kim cà lê tục vít nhá, mỏ lết đều ok quý vị ơi, đều ok nhá. Đây, để không bằng cho nên nó rơi đấy, ok cho quý vị, để phải đóng theo vị trí của nó nhá. Rồi, nó như này, rồi thanh lý cho quý anh chị em bà con của bạc mình, với giá chỉ có 65.000 một thanh nhá, 65.000 một thanh, mua về làm như này cho em này, quý vị nhìn thấy chưa, để móc treo đồ nghề này, rất chi là ok, 65.000 một sản phẩm cho em nhá. Rồi tiếp đến là thanh lý cho mình cái màu cái đồng hồ cơ nhá, đồng hồ cơ có dây đầy đủ nhá, đồng hồ này đồng hồ cơ còn đêm này, đồng hồ Swatch nhá, Swatch này, đồng hồ VOM, đồng hồ cơ 100.000 một cái cho em nhá, 100.000 một cái cho em nhé, rất chi là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình có nhu cầu mua về sử dụng thì alo cho em. Rồi tiếp đến đây là cái sản phẩm mà kim hàng nhá, kim hàng, kim hàng 600A cán gỗ 100.000 một cái nhá. Và đi đơn thì em sẽ tặng cho mình một cái sản phẩm nữa, đây là cái 500 nhá, cái 500 kim mạt 500 cho em này, tặng kèm theo kèm nhá, 100.000, rất là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình dùng. Rồi tiếp đến là cái kem này, kem chống nấm nè, kem nấm nhá, kem nấm, đây là cái mẫu kem nấm này, để mình trị các như nấm da đầu này là cực kỳ là hay luôn nha, nó đặc trị luôn nấm da đầu. Bị ngứa này, nấm da đầu thì bôi em này vào là hết ngay luôn. Em cam kết luôn nhá, em nhiều người xài rồi và em cũng đang xài quý vị nhá, cực kỳ là hay luôn. Một lò như vậy chỉ có 30.000 thôi, một lò 30.000 quý vị nhá. Quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ lên kênh thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm, đặc biệt là các anh có nhu cầu hút thuốc nhá. Đây, em sẽ lên sell cho mình cái mẫu sản phẩm, đây là một cái hộp quẹt vô cùng là tiền lời và gọn nhẹ luôn nha. Hộp quẹt bằng xài bằng điện quý vị nhá. Đây nhìn lên nét chưa. Và đây là mình sử dụng bằng nút vân tay này. Đây mình bật lên nhá, là nó sẽ đỏ. Khi mình chạm mình vào đây, mình bấm vào đây nó cũng tự tắt cho mình nhá. Rồi tự tắt hoặc bật như này thì mình đóng lại là nó ok, rất chi là đẹp. Em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 55.000 nhá. Rồi máy thì theo kèm một cái này và dây sạc theo kèm nhá. Có dây sạc mình còn lại mình sạc bằng cục sạc điện thoại cho em nhá. Đấy, nằm trong hộp với giá chỉ có 55.000 thôi, rất chi là ok. Rồi tiếp đến đây là cái bộ mùi khoang nhé, mùi khoang này là mùi khoang gỗ, khoang gỗ này, khoang gỗ nhá quý vị nhé. Đây có định vị khoang gỗ luôn và đặc biệt đây là có một cái lỗ tôi để cho mình muốn âm cái con đinh tảng ấy là mình cho vào như vậy nhá. Đây mình khoan cái mùi này là con đinh tảng nó khuất cái dưới luôn, này là ok luôn nhá. Rồi sử dụng cái bộ mũi khoang này gồm có 2, 4, 6, 7 cây nhé, 6, 7 cây cho em như này, mũi 3, mũi 4, mũi 5, mũi 6, mũi 7, mũi 8 và mũi 10 nhá. Em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 thôi quý vị nhá, rất là rẻ. Rồi và tiếp đến đây là em lên cho quý anh chị em bà con của mình một con máy phay, còn gọi là máy soi ấy, máy soi với là cái đường kính của nó là máy soi 3 máy soi 6 ly quý vị nhá. Và đầu kẹp của nó là 6 ly 3, đầu kẹp của 6 ly 3 là cái mũi này nhá. Rồi em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 370.000 một cái con máy soi như này, đầy đủ phụ kiện nhá, nằm trong hộp như này rất chi là gọn gàng, hộp nhựa nhá. Rồi anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một số dòng sản phẩm nhá. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm khoang bê tông quý vị nhá. Mẫu khoang bê tông 3 chức năng hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Và ngày hôm nay
em sẽ sale cho quý anh chị em bà con hoặc mình với một cái giá hết sức tuyệt vời nhá. Rồi, và máy theo kèm là nó gồm có hai tay theo kèm nhá, phụ kiện theo kèm, tặng kèm hai mũi độc này, tặng kèm hai mũi độc, một mũi độc dẹp, mũi nhọn nhá, và ba mũi khoan, hai mũi 6, mũi 8, mũi 10 quý vị nhá. Máy khoan bê tông 3 chức năng, hàng liên doanh Việt Nhật, cực kỳ là xịn sò và cao cấp như này, thì công suất của nó cực kỳ là đà và bao nhiêu là khỏe, cực kỳ là khỏe quý vị nhá. Rồi, hàng là 800W này, 800W quý vị nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Máy là bao chất lượng, bao xịn sò cho quý anh chị em bà con của bạc mình sử dụng công trình gia đình, thỏa công trình gia đình gì xài tẹt bô cho em nhá. Rồi, với giá chỉ có là 600.000, 600.000 quý vị nhá, cực kỳ là rẻ luôn, 600.000 thôi, bao chất lượng. Rồi, tiếp đến là một cái dòng sản phẩm nữa, đây là cùng một công ty hàng liên doanh Việt Nhật cho em, hàng mắc tân liên doanh Việt Nhật quý vị nhá. Con này là công suất của nó là 780W này, máy bào nhá, máy bào công suất 780W và xài lưỡi là 8/2 ly nhá, 8/2 ly được gắn là trong này rồi nhá, được gắn trong này, lưỡi được gắn trong này rồi đấy, nó đây là lưỡi đây rồi quý vị nhá. Rồi, phụ kiện theo kèm đầy đủ đấy, gồm có cự này, cự mài lưỡi này, đầy đủ phụ kiện trong này cho em rồi nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 500.000 thôi, 500.000 một sản phẩm đấy, một cái máy hàng liên doanh Việt Nhật cầm rất đầm tay quý vị nhá. Rồi, máy bào liên doanh Việt Nhật hàng cực kỳ là xịn sò như thế này, chắc chắn cực kỳ là VIP nha. Rồi, 500.000 một em nha quý vị nha, 500.000 một sản phẩm đấy, quý anh bà con cô bác mình có nhu cầu thì quan tâm thì cứ alo cho em này. Rồi, tiếp theo em lên cho quý anh chị em bà con hoặc mình nữa, đây là một cái mẫu bu lông TH Pro nhá, TH Pro đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, cực kỳ là ngon luôn nhá. Với dung lượng pin của nó là hai quả pin 10 cell này, hai pin 10 cell theo máy nha, sạc bàn sạc nhanh theo kèm theo theo em cho em đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn đấy. Rồi đấy, ba đèn quý vị nhá, dòng ba đèn cho em này, máy chạy cực kỳ là êm này đấy, ok chưa, hai cấp độ nhanh chậm, và con này là lực siết của nó là 330 newton nhá, 360 newton luôn nhá, cực kỳ là ngon đấy. Cho nên quý anh chị em bà con hoặc mình á, đi bằng tôn này, bằng vít này, mở bu lông siết bu lông này tầm 19 độ lại là cực kỳ là ngon luôn cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ xả và thanh lý cái lô này ấy, với giá chỉ có 550.000 một bộ thôi, 550.000 một bộ nhá. Máy gồm có hai pin, một sạc và một thân máy theo kèm đấy, hộp đựng theo kèm đầy đủ, cực kỳ là gọn gàng và ngon lành như này. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo, và đặc biệt anh nào mình mà xài về dòng pin thì ngày hôm nay em cũng xả nốt nhá, xả nốt cái lô pin 20 cell, lô pin 20 cell nhá. Đấy, đây là xả lộ luôn quý vị ơi. Dòng pin 20 cell, một cái quả pin như cái quả bình điện như này. Rồi, có đèn báo pin ngon chưa? Đấy, một quả pin cực kỳ là lớn nhá. Pin lớn, pin xịn và pin khỏe cho em. Thanh lý cho mình với giá chỉ có là 260.000. Đấy, bất ngờ chưa các quý vị? Đấy, một quả pin 20 cell mà em thanh lý như lộ như vậy là 260.000 cho quý bà con hoặc mình này. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình có nhu cầu quan tâm thì nhất nhanh và liền nhá. Rồi, tiếp đến là cái bồ phao này. Phao này, phao đóng van nước tự động quý vị nhá, phao đóng van nước tự động. Đấy, phao để mình lắp vào trong bồn nước ấy, đóng tự động cho em này. Rồi, sale cho mình với giá chỉ có một bộ 100.000 nhá, một bộ 100.000 thôi. Rẻ, cực kỳ là rẻ luôn. Rồi, tiếp đến là máy hàng ống nhiệt quý vị nhá, máy hàng ống nhiệt gồm tặng kèm ba cái ống này, tặng kèm ba cái đầu nối luôn nhá, có kèm ba ống nối 20, 20, 25 và 32 nhá. Rồi, thanh lý cho mình với giá chỉ có 165.000. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu nhá, hàng cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Rồi, tiếp đến là cái thân này, thân khoang nhá, thân máy khoang cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Đấy, con này thì em về nhập về nó thiếu tem, nhìn một con máy cực kỳ là chắc chắn và xịn sò như này quý vị nhá. Đấy, VIP chưa, dắt đeo này cực kỳ là ngon này, chỉ có 230.000 một thân thôi nhá. Thân này là thân khoang 10 ly quý vị nhá, thân khoang 10 ly chân pin phổ thông đấy. Con này là chuyên đi bắn vít, bắn nói chung là bắn vít khoang nhôm, là làm con này là cực kỳ là đã tay luôn quý vị nhá. Rồi, 230.000 một em thôi, hàng rẻ như cho nhá, hàng rẻ như cho luôn quý vị ơi. Rồi, đến là một cái bộ sản phẩm là cho quý anh chị em bà con hoặc mình là Kyoto, Kyoto kẹp bàn quý vị nhá, Kyoto để kẹp bàn, kẹp góc 90 độ ấy, để mình cắt góc 90 độ cho em này. Đấy, để cắt góc 90 độ nhá. Đấy, mình chỉnh theo cho mình kẹp vào nhá. Đấy, 90 độ cho em, cực kỳ là ngon. Đấy, như này là mình vặn vào thôi nhá. Rồi, kẹp lại 90 độ để cắt
160.000 thôi, với giá chỉ có 160.000 quý vị nha. Hàng phải nói là bao ngon bao rẻ rồi. Rồi tiếp đến đấy là một cái bộ sản phẩm nữa, đấy là cái đầu cái chụp nha, cái đầu chụp để mình lắp vào cái mũi khoang, mình khoang không bị bụi quý vị nhá, không bị bụi ấy, không bị bụi rơi xuống nhà, sàn nhà, vào nền, vào chăn, vào chiếu các hàng. Đấy, là mình chụp vào cái này vào nhá, rồi khi mình đầy thì mình đổ bụi ra cho em, ok chưa? Rồi với giá chỉ có 30.000 một cái thôi, 30.000 một cái nhá. Lên tiếp cho mình nữa, đấy là một cái bộ combo, combo ba cái kìm, combo ba cái kìm quý vị nhá, combo ba cái kìm. Kìm là kìm 8 inch, kìm điện 8 inch quý vị nhá. Chỉ có là 120.000. Đấy, 120.000 một gồm có 3 cái như này. Hàng nhất nát chưa quý vị, hàng cực kỳ nhất nát luôn. Rồi, một cái kẹp máy mài nhá, kẹp máy mài để thay thế qua nhá. Rồi, kẹp máy mài cho em bằng Eco nhá, kẹp máy mài bằng Eco. Nó chỉ giá rẻ cho quý anh chị em bà con ạ, mình 15.000 một cặp nhá. Rồi, đế này, đây là cái mẫu đế để điện thoại nhá. Cái này bằng kim loại quý vị nhá, bằng kim loại. Tăng giảm này, xoay tròn xoay gì xoay đi đâu được quý vị nhìn thấy nha, xoay đi đâu cũng được, rất chi là ngon luôn, mở lên mở xuống để bẹp về gọt thu gọn lại gì cũng được hết nha. Rồi hàng cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn, em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có 38.000 một cái nha, 38.000 một cái thôi quý vị ơi. Rồi đến cho mình nữa, đấy là cái đầu bắn tôn này, đầu bắn tôn quý vị nha, đầu bắn tôn, đầu cắt tôn quý vị nha, em thanh lý luôn, cái lô này nó còn sót kho cho nên em thanh lý cho mình với giá chỉ có là 100.000 một cái nhé, 100.000 cái đầu bằng tôn, ok chưa? Kìm cà lê xích nhé, cái mẫu cà lê xích cho em, cà lê xích này, ok chưa quý vị? Mình muốn mở cái gì to mà tròn thì dùng cái đến cà lê xích 12 nhá, cà lê xích em thanh lý cho mình 100.000 một cái thôi. Cái này là thanh lý cho mình 100.000 một cái quý vị nhé, hàng cực kỳ là ok cho quý vị anh chị em bà con hoặc mình. Rồi bác nào đi ô tô thì sử dụng đến dòng kích bình thì đây, sử dụng đến dòng kích bình thì mua dây kích bình cho em nha. Rồi ô tô mà sờ nhờ hết bình đấy, đột xuất thì mình kích bình dây dài 3 mét nha, gồm có 2 sợi, thanh lý 150.000 thôi, thanh lý 150.000 nha. Rồi và đây là một cây đèn pin, đèn pin nha, vừa đèn pha này, vừa đèn pha vừa đèn chiếu xa, đèn chiếu nói chung là cực kỳ là xa luôn, xa và sáng luôn quý vị nha. Rồi và còn anh nào muốn sử dụng khi cấp điện này thì đây là pha sáng nha, pha sáng cho em, ok chưa? Đặc biệt em này có sạc được năng lượng mặt trời luôn, em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có là 135.000 thôi, 135.000 một sản phẩm quý vị nhá, hàng cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Rồi đến là cái màu cần khuyểu quý vị nhá, cần khuyểu này là cần khuyểu cần khuyểu để mở nhé, cần khuyểu để mở mình các cái đầu tiếp ấy, mình mở mình xoay, gồm có 8 đầu quý vị nhá. Rồi em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 100.000 một cái thôi, 100.000 một cái quý vị nhá, hàng cực kỳ là rẻ. Rồi bơm này, bơm Kaboshi, bơm Nhật nhé, bơm này là bơm đựng cho em này, 95.000 một cái nhá, 95.000 một cái. Mở bò chiều nhiệt cao cấp cho em này, đấy, cái mẫu mở bò chiều nhiệt nhá, mở bò chiều nhiệt này thì em sẽ thanh lý cho mình một hộp chỉ có 50.000 thôi, một hộp chỉ có 50.000 nhé, này mở bò. Đấy, ok chưa? Rồi kem nấm này, cái màu kem nấm quý vị nhá, đây là kem nấm này trì len ben hắc lào ấy. Đấy, đặc biệt anh nào bị nấm da đầu ấy, thì bôi cái này vào cực kỳ là hay luôn nhá, trì hiệu quả lắm, cực kỳ là xịn sò luôn, em cũng đang dùng đấy quý vị nhá, rồi thấy hiệu quả nên bán luôn quý vị ạ. Rồi 30.000 một lò nhé, 30.000 một tít như này. Rồi đến là cái bộ mũi khoang sắt này, đây là cái bộ mũi khoang sắt đa năng cho em này. Đấy, bộ mũi khoang sắt đa năng nhá, khoang được sắt inox cho em này, bao chất luôn luôn nhá, 130.000 một bộ cho em, 130.000 gồm có 18 cây nhá, gồm có 18 cây cho em. Rồi, ok chưa? Rồi đến đây là cái sản phẩm tông đơ cắt tóc, hay tông đơ cắt tóc nhá, thanh lý với giá 75.000 thôi, ca thanh lý 75.000 thôi nhá. Rồi lưỡi cắt sắt cho em này, hôm nay còn cái lô này còn số lượng cho nên em thanh lý chỉ có 1.000, 1.000 một lưỡi quý vị nha, 1.000 một lưỡi thôi, giá rẻ như bèo quý vị nhé, rẻ như bèo luôn, ok chưa quý vị? Rồi đây là cái đầu chuyển để mình cắt máy cắt cỏ nhé, cái máy cắt cỏ xài xăng ấy, cái đầu kẹp để mình cắt dây cước, mình bỏ dây cước vào mình cắt ấy. Đấy, em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có 50.000 thôi nha, 50.000 giá cực kỳ rẻ. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình vào xem có nhu cầu đến sản phẩm nào thì alo cho em nha. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái
sản phẩm đây là hàng dây điện quý vị nhé. Đây là cái mẫu dây điện cực kỳ là xịn sò luôn cho quý anh chị em bà con hoặc mình này. Đây cái mẫu dây điện này thì nó là xuất xứ của nó là hàng của Tachi quý vị nhé, hàng Tachi, hay hàng Tachi này, hàng của Made in Japan quý vị nhé, hàng cực kỳ ngon luôn á cho quý vị bà con hoặc mình. Đấy, ok chưa? Và đặc biệt thì cái thông số nó có in trên này luôn nhá. Nó in thông số trên này luôn này. Đấy, công suất của nó quý vị nhá. Đây, 10 đến 16A nhá và 250 250V. Đấy, và mắc của nó là 5500W nhá. Cái dây này nó sẽ chịu tải cho mình được là 5500W quý vị nhá. Đấy là tối đa và từ 10 đến 16 ampere là ok cho quý vị bà con của bác mình về sử dụng nhá. Rồi đặc biệt cái mẫu này là nó là ổ cắm đúc nhá, đúc luôn, đúc nguyên khối luôn quý vị nhá. Đây, và ổ cắm thì mình có thể tròn hay là dẹp gì mình cũng cắm được hết, gồm có 4 ổ cắm hay ổ cắm 3 cũng được luôn nhá. Rồi, gồm có cả ổ cắm này, cả dây điện này, cả phích cắm theo kèm. Thì một cuộn như này dài 30 mét em sẽ sell cho quý bà con của bác mình về dùng với giá chỉ có 140.000 nhá. 140.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em, về cực kỳ là nhiều luôn cho quý vị bà con của bác mình. Em lên thân lý cho quý anh chị em bà con của bác mình cái mẫu sản phẩm kìm bấm quý vị nhé. Đây là cái mẫu kìm bấm hàng cao cấp Nhật xịn sò luôn quý vị ơi. Đây quý vị nhìn thấy Yamazaki nhá. Đấy, hàng Nhật ok 100% cho quý anh chị em bà con của bác mình. Và đặc biệt nó có bọc nhá, có bọc bao tay, mình chống không bị đau tay này, không bị trầy trượt nhá. Khi dầu mỡ nó dính vào ấy là cực kỳ là ok. Rồi, ngày hôm nay thanh lý với cái lô sản phẩm này cho quý anh chị em bà con bạc mình với giá chỉ có 65.000 một em nhá. 65.000 một cái thôi. Đấy, quý chị anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo nhá. Đây cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu hàng keo dán chống thấm hàng Thái Lan quý vị nhá, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò quý vị nhá, hàng Thái Lan này, bao chất lượng, bao VIP cho quý vị bà con của bác mình. Thì em có về hai bảng nhá, một bảng 5 phân và một bảng 10 phân quý vị nhá, một bảng 5 phân và một bảng 10 phân cho em này. Đấy, cực kỳ là VIP này, cực kỳ là xịn sò nhá. Thì em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 30.000 một cuộn bảng 5 phân và 50.000 bảng. 50.000 quý vị nhá, 50.000 cái bảng 10 phân cho em này. Quý vị bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Hàng Thái Lan bao chất lượng, bao xịn sò. Đấy, về cứ kiểm tra hàng cho em nhá. Đấy, có in Thái Lan cho toàn thể quý vị bà con quạt mình luôn nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình sản phẩm nhá. Đây là một cái sản phẩm cao cấp và xịn sò. Đây, hàng cực chất cho quý anh chị em bà con của bạc mình hay bị đau mỏi xương khớp này, bị phong thấp này, hay là bị phong mà hay ngứa, thì mình bầu các cái để cho các nó gom các cái máu đục nó tù lại ấy, để mình chích ra ấy. Thì mình sử dụng ngay cái một cái bộ bầu này nhá. Đây là một cái bộ bầu gồm có 20 món chi tiết này, lớn bé đầy đủ nhá, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn quý vị ơi. Nhìn thấy chưa? Rồi, đầu bầu nhá, 24 đầu bầu như này, có đầy đủ súng hít nhá, súng hít cho em này, và tăng kèm này, dây dựng này, và nói chung là các cái đầu sơ cua theo kèm quý vị nhá, các đầu sơ cua theo kèm trong một cái túi như này. Rồi mình về sử dụng chỉ cần mình lắp vào. Đấy, lắp vào như này thôi. Đấy, mình về lắp vào như này là mình dùng cực kỳ là đơn giản quý vị nhá. Đây, mình để như này là mình bơm nhá. Mình bơm thì mình nhấp nhấp hít là nó sẽ hít vào cho mình luôn. Cực kỳ là ngon nhá, hàng này cực kỳ cao cấp. Thì ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý anh chị em bà con và bạc mình đấy, một cái giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, 150.000 một bộ nhá, chỉ có 150.000 một bộ như này. Gồm có 24 món chi tiết tặng, có kèm theo một súng này và phụ kiện theo kèm đầy đủ cho quý anh chị em bà con quạt mình dùng nhá. Rồi, quý anh chị em bà con quạt mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu máy mài Drama, hàng Thái Lan quý vị nhá. Drama hàng Thái Lan cực kỳ là ok luôn. Do về nó thiếu một cái thông số là tem thông số kỹ thuật. Và bên nhà sản xuất bảo là con này là 780W nhá, 780W cho em này. Và đây, nó thiếu cái thông số ở đây, cho nên ngày hôm nay em sẽ sell rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình về dùng nhá. Với là 270.000, em sẽ tặng kèm theo một cái lưỡi cắt đá nhá, và một cái tô vít tăng giảm hai đầu như này. Hàng thì nó theo kèm đầy đủ nhá, tay cầm khóa mở lá trắng đầy đủ. Và bây giờ em sẽ đặt máy này, cái đường ngay nha, máy chạy cực kỳ là êm nhá, máy chạy cực kỳ êm. Eo em một tay, máy chạy cực kỳ là êm ái nhá. Con này thì em bao công trình gia đình thoải mái. Hãy cứ cài kéo thoải mái cho em nhé. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Với giá chỉ có 270.000.
Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái máy thổi và hút bụi hai chức năng kim Konaki nhá. Hàng rất chi là xịn luôn quý vị ơi. Đây, cầm máy rất chi là chắc chắn nhá. Đây, rất là đặc biệt ngày hôm nay cái mẫu này về ấy, thì nó có điều chỉnh tốc này, có điều chỉnh tốc quý vị nhá. Mình muốn mạnh thì mạnh, mà nhẹ thì nhẹ nhá, tùy ý mình điều chỉnh. Và công suất của em nó là 700W nhá, công suất 700W, xài điện 220V nhá. Hai chức năng chế độ thổi này, và thổi là như mình lắp như này nhá, thì túi rác của mình gần không lắp, mà hút khi hút thì mình lắp túi rác đằng trước này, và thổi ống hút ống thổi là nằm bên hông nhá. Thì bây giờ em sẽ test cho mình cái chế độ là thổi bụi này. Đây, thổi bụi nhá, cực kỳ là ok này, em chỉnh điều chỉnh lên luôn nhá. Rồi, điều chỉnh tùy ý mình này. Đó, yếu quý vị nhá, còn mạnh lên này. Đấy, đá quăng luôn quý vị nhá. Đá bay luôn. Cực kỳ là khỏe nhá. Đấy, đá rất thì thoải mái luôn nhá quý vị nhá. Rất là tiện lợi nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua cái chế độ là hút cho mình xem luôn này. Hút thì mình hút đặc biệt là hút những cái dòng mìn ấy, thì mình và những cái mà mìn màng hơn như này thì hút rất là đẹp. Mình quan tâm đến cái màu thổi và hút bụi này á, thì liên hệ cho em này, vào số hotline em ghi ra màn hình nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sale cho mình với giá chỉ có là 240.000 thôi. 240.000 một sản phẩm nhá. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái màu sản phẩm thân bằng thân đèn quý vị nhé. Đây là cái màu thân đèn đèn led này. Đấy, xài bằng chân pin phổ thông nhá, pin của máy khoang pin đấy. Đây là cái màu thân đèn này, quý vị nhìn thấy chưa, bao nhiêu cái bóng đèn đây, 8 này, 10, 16 cái nhá, 16 bóng đèn led siêu sáng như này. Thì cái màu này thì mình nhà mình ai anh em nào mình có pin rồi ấy, xài chân pin phổ thông nhá, thì mình mua về mình lắp đấy, cấp điện sử dụng rất là sướng luôn nhá. Mày nói là siêu sáng luôn đấy, cực kỳ là đạo luôn cho quý vị bà con của mình. Mình về mình bóc lớp dầu bên ngoài ra là cực kỳ là sáng luôn nhá. Rồi một thân này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 quý vị nhá. Rồi bác nào còn có nhu cầu mà mua thêm pin thì để đây, có mẫu pin 15 sao em còn xả nốt cho quý vị anh chị em bà con và mình dùng nhá. Rồi, mẫu 230.000 một quả pin 15 sao nhá. Pin 15 sao có đèn báo pin luôn này. Ngon không? Rồi, hàng bao chất bao xịn sò cho quý vị anh chị em bà con và mình. Rồi, anh chị em bà con và mình quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng bao nhiêu, về số lượng cực là nhiều luôn. Đấy, quý vị tha hồ thoải mái nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con của bác mình một mẫu sản phẩm nhé. Một cái vòi nước Rumani, hay hàng cực kỳ cao cấp. Đây là cái mẫu sản phẩm hàng inox 304 quý vị nhé. Hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, còn khắc in dấu chữ luôn nhá, cực kỳ ngon. Ren của nó là ren 21 này, ren 21 quý vị nhé. Đấy, cực kỳ là ok rồi. Nói chung là sản phẩm này thì bao chất lượng xài quý vị nhé. Không bị dị rác này, không bị hàng bao đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình sử dụng này. Đây, mình có thể muốn nối thêm này thì mình mở cái đầu này ra nhá, mình mở cái đầu nào ra, còn muốn nối nhanh thì đây có sẵn nối nhanh rồi, mình dắt vào giống như các cái súng rửa xe, mình dắt trực tiếp vào đây luôn nhá, mình sử dụng ấy, cực kỳ là ok. Thì ngày hôm nay em sell cái mẫu sản phẩm này cho toàn thể quý bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái. Đây, hàng bao xịn sò bao chất lượng như này. Em lên cho toàn thể quý bà con của mình cái sản phẩm cưa nhá. Đây là một cái mẫu cưa sắt, cưa cầm tay. Đấy, dài là 12 in nhé, 12 in là 30cm quý vị nhé. Và cái màu này mình có thể tăng theo ngực này, đây có một ngực, đây thêm một ngực nữa nhé, mình có thể tăng giảm ra hay nhiều những cái lưỡi này mình tùy cơ ứng biến quý vị nhé. Và mình có thể lắp lưỡi cưa sắt này, lưỡi cưa nếu anh nào chế mà cưa cầm tay ấy, thì mình mua lưỡi cưa gỗ cưa cây ấy, mình phải cắt, mình đục hai lỗ xong mình ráp vào mình sử dụng ok nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái màu này với một cái giá còn nó cực kỳ rẻ luôn, 30.000 một không nhá, 30.000 một không, lại có tặng kèm theo một cái lưỡi cắt sắt nhá, 30.000 quý vị nhá. Quý vị quan tâm thì alo cho em này. Tấn Phúc xin kính chào toàn thể quý vị bà con bác trên khắp mọi miền tổ quốc nhá. Rồi quay trở lại với Tấn Phúc ngày hôm nay, Tấn Phúc có lên cho mình một cái bộ sản phẩm nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm mà ron, đây là cái ron này là ron chiều nhiệt quý vị nhá, ron chiều nhiệt đấy, và chiều áp lực cao cho em nhá. Đây, cực kỳ là ngon luôn, răng cao su cực kỳ là ok luôn. Nó dành cho tất cả các thiết bị trong gia đình, từ vòi nước này,
nói chung là các thiết bị mà lắp nó còn cái đầu bit thì kín á, hay là vòi xịt bình xịt gì đấy, thì một bộ như này nó gồm có là 24 cự nhé, 24 loại như này, cự như này, loại như này, và nó là gồm có 400 chi tiết nhé, 400 chi tiết nó nằm trong cái hộp này. Nó có mỗi sản phẩm nó có ghi rõ ràng là bao nhiêu bên đây nhá, số lượng bao nhiêu như này. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cho mình một cái bộ sản phẩm như này với giá chỉ có là 80.000 thôi nhá, 80.000 đấy. Nó gồm có một hộp 400 đầu răng như này nhá, to nhỏ lớn gì cũng có hết này. Quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tổng phúc lên cho toàn thể quý bà con của bác anh chị em mình ấy, một cái sản phẩm cực kỳ là ngon luôn quý vị nhá. Rồi ngày hôm nay đấy, trên kênh em sẽ thanh lý một cái lô sản phẩm nói chung là máy mài xài pin quý vị nhá, và đặc biệt hàng này là hàng công ty, hàng công ty, hàng cao cấp luôn quý vị nhá. Pin với dòng xả lớn cho em này, pin với dòng xả lớn ấy, nhìn thấy quả pin là biết hàng này, hàng công ty, hàng chất lượng cao rồi nhá. Rồi máy là gồm có hai pin này, hai pin một sạc nhá, hai pin 15 cell, một sạc nhanh ấy, phụ kiện tay cầm khóa mở, hộp đựng theo kèm đầy đủ cực kỳ là xịn sò như này, quý vị nhìn thấy chưa. Rồi và đặc biệt ngày hôm nay chương trình em sẽ tặng kèm theo cho quý vị bà con của bác mình với một cái đặc với là một cái sản phẩm chất lượng như này nhá. Rồi tặng kèm này, quà này, một cái lưỡi cắt đa năng hàng của Thái Lan nhá, một lưỡi cắt đa năng này hàng cao cấp luôn cho em này, ok chưa. Rồi ba cái lưỡi cắt đá và một cái bút thử điện cho quý vị nhá, một cái bút thử điện nhưng với giá cực kỳ là rẻ luôn quý vị nhá. Đấy, giá phải nói là siêu rẻ luôn, 1.250.000, 1.250.000 một cái sản phẩm máy mài xài lưỡi một tấc một cho em nhá, cực kỳ là ngon luôn. Quý vị bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Em lên cho toàn thể quý anh xem bà con của bạc mình ấy, một cái mẫu Eto kẹp bàn nhá. Đây là cái mẫu Eto có thể di chuyển, mình kẹp bàn á, mình thuận ở vị trí nào thì mình đưa lên đây mình kẹp. Nó có thể gọ được nhá, có cái chỗ giống như cái đe để mình gọ luôn này nhá. Đây là gọ này, còn kẹp này. Đây là cái loại Eto đường kính là 60mm, có nghĩa là 6cm ấy, cái bề ngang của nó nhá. Bề mang của cái này 6cm và đường mở ra nó là 7 phân cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 230.000 nhá, 230.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc xả cho mình một cái lô sản phẩm kéo cắt cành quý vị nhá. Đây là mẫu kéo cắt cành này. Nói chung là hai màu, màu đỏ và màu trắng nhé, càng màu trắng, càng đỏ cho em. Đấy. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái lô này với giá chỉ có là 26.000. Đây còn shop kho, còn máy thùng ấy, cho nên em thanh lý thôi. Thu hồi vốn quý vị nhé, thu hồi vốn. Hàng này hàng nhập cho em này, ok chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, 26.000 một cái, nhanh tay nhanh chân lên quý vị nhá. Cho nên chứ toàn thể quý bà con quạt mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhé. Đây là cái mẫu đèn thờ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhá, pin tiểu hay pin R1 ấy, có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhá, tắt cho em nhá. Rồi, cứ cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình em sẽ tặng luôn cho mình một cặp pin nhá, một cặp pin cho em. Thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000. 35.000 một cây nhá, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc liên tiếp cho cả nhà mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là một con máy chấn viền này, máy tông đơ chấn viền nhé, cào râu chấn viền cắt tóc cực kỳ là ok luôn quý vị nhé. Cái mẫu pin này, mẫu máy này thì xài pin 18650 này, pin này là pin sạc cho em là cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, bằng kim loại luôn quý vị nhé. Đấy, hình một hình con rồng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa. Đấy, đây là cái lỗ cắm sạc này và công tắc sử dụng cho nó nhé, công tắc sử dụng này. Đấy, rất là đẹp luôn mà, quý vị nhìn thấy chưa. Rồi máy thì bao khỏe rồi, tắt nó nhưng mà cào râu, em cào râu thoải mái luôn nhá. Cho nên quý vị mình ấy anh nào râu nhiều mua cái này về cực kỳ là tiền luôn. Cào trọc chấn viền cắt tóc cào râu đều ok nhá. Rồi hôm nay em sẽ sell cái mẫu này với giá chỉ có là 75.000 nhá, 75.000 một cái thôi. Đây phụ kiện thì theo kèm thì nó là gồm có một cái một máy nhá, và có tặng kèm theo dây sạc này, dây sạc này và cự nhá, cự để mình cắt hai cái cự để mình cắt tóc này, ok chưa. Rồi quý vị bà con bạc mình quan tâm đến mẫu nào thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình cái mẫu sản phẩm đèn pin nhá. Đây là một cái mẫu đèn pin đầu loa có tay cầm nhá,
Hàng này là phải nói rọi siêu xa và siêu sáng luôn. Phải nói chính xác là như vậy nhá. Có đèn báo pin này, có đèn báo pin luôn. Hay có ổ sạc theo kèm đầy đủ nhá. Dây sạc có dây sạc theo kèm đầy đủ quý vị ơi. Và mấy cái này là mình sạc bằng cụ sạc điện thoại nhà mình nhá. Rồi, hôm nay em sẽ thanh lý cái màu sản phẩm này với một cái giá nhá, vừa mua vừa tặng luôn, có mua có tặng luôn nhá. 95.000, 95.000 một cái sản phẩm. Nó một cái đèn pin mini. Đấy, một cái đèn pin mini nhỏ gọn đẹp xinh xắn như này nằm trong hộp, và một cái đèn pin đầu loa như này chỉ có giá là 95.000. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nha. Tân Phúc lên tiếp cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy, một cái sản phẩm đèn năng lượng quý vị nhá. Đây là cái màu này, là màu bóng đèn móc. Đấy, bóng đèn trụ tròn nhá. Đấy, mình có thể móc lên ở bất kỳ ở nơi đâu, tùy mình nhá. Rồi, và cái bóng đèn này nó là tích điện, mình có thể sạc bằng cụ sạc này, nó có dây sạc và cụ sạc theo kèm nhá. Cụ sạc và dây sạc theo kèm nhá, trong này. Đấy, và đặc biệt em này là có rờ móc cho em nhá, có rờ móc cho em luôn. Có điều chỉnh từ xa nhá, cực kỳ là ok. Có chế độ hèn này, mình có thể muốn 3 giờ này, 5 giờ và 8 giờ cho em nhá. Rất kỳ là ngon luôn. Rồi, và đặc biệt là em này là xài bằng năng lượng mặt trời, có tấm pin nhá, tấm pin xài bằng năng lượng mặt trời. Thì ban ngày ấy thì mình nhưng đặc biệt là những bác nào bán quán hàng rong á, thì mua cái này về cực kỳ là ok luôn. Ban ngày thì mình có thể găm sạc lên nhá, găm mình lên mặt trời mình sạc. Còn ban đêm thì mình có thể sử dụng cực kỳ là ngon luôn nhá. Rồi, và mình có thể xài bằng rơ móc như này, ok chưa. Rồi, cái lúc nào tối thì như này là nó sẽ sạc, bật em bật sáng này, đó quý vị nhìn thấy chưa. Và tắt này, cực kỳ là ok luôn. Rồi, quý vị quan tâm đến cái sản phẩm này thì alo cho em này, với một cái giá của nó nói chung là tuyệt đẹp cho quý vị bà con hoặc mình nhá. 230.000, 230.000 một sản phẩm như này, có đầy đủ một cái pin nhá, pin năng lượng và bóng đèn tích điện rơ móc theo kèm đầy đủ như này. Quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp tục ngày hôm nay em có về một cái lô quạt nhá, lô quạt là hai chức năng, nó vừa xài pin vừa xài quạt cái vừa xài điện 220 nhá. Đấy, AC là điện xoay chiều là điện 220 và DC nhá, mình có thể sạc dùng hai chế độ. Và đây là một cái chiếc các tăng giảm nhá, để mình điều chỉnh cái vòng quay của lá quạt này. Đấy, hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò luôn nhá, rất là vững bền. Và đặc biệt em này là có đèn nhá, khi cấp điện mình có thể sử dụng được luôn. Đây thì công tắc đèn ở đây nhá, công tắc đèn ở bên hông quý vị nhá, công tắc đèn ở bên hông. Và đặc biệt em này có thể xài được pin nhá, xài được pin luôn, chân pin phổ thông. Đấy, chân pin phổ thông như này luôn em này, như này luôn quý vị này, cực kỳ ngon không. Đấy, như này là quá xịn sò rồi. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý với cái màu này, quả màu quạt này ấy, với một cái giá cực kỳ là rẻ luôn quý vị ơi. Đấy, chỉ có là 750.000. Máy gồm có là một pin nhá, một pin 5 cell này, một pin 10 cell nhá. Một pin 10 cell của chân pin phổ thông và một sạc. Đấy, và một thân quạt như này thì có là 750.000 nhá, 750.000. Rẻ, quá rẻ luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, cái này thì mình về ấy, khi mình muốn, khi có điện thì mình sử dụng, mình găm điện, mình găm nhá. Đấy, mình găm vào bên cái nút này. Đây là cái chân này mình găm vào đây nhá. Và mình xài, mình găm điện vào, mình xài thôi. Găm điện 220. Còn khi cấp điện thì mình nhớ nhá, cái bộ sạc này, cái sạc này nó sẽ sạc cho quả pin này được nhá. Rồi mình dắt vào đằng sau. Đấy, mình dắt, bây giờ em này sẽ dắt thử luôn cho quý vị xài luôn, xem luôn nhá. Đây, mình cho vào đây. Đấy, nó là chạy đó quý vị nha. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, chạy vù vù luôn. Đấy, tắt này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, pin là nó xài chạy cực kỳ là tiện lợi như này. Và muốn có đèn nữa thì mình bật đèn nhá. Đấy, đèn này cực kỳ là ok chưa. Rồi, với giá chỉ có 750.000 quý vị nhá. Tân Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy, một số dòng sản phẩm đồ điện gia dụng quý vị nhá. Đây, đầu tiên lên cho toàn thể quý bà con mình ấy, cái màu sản phẩm bóng đèn led nhé. Đây là cái màu bóng đèn led để mình lắp bàn thờ này, bàn thờ ông địa này, này các kiểu nhá. Rồi, cái màu này thì nó là siêu tiết kiệm điện luôn, nó chỉ có 1W thôi quý vị nhá, nó chỉ có 1W thôi, cực kỳ là ok. Cho nên cái bóng này thì nó siêu bền rồi. Cho nên hôm nay ấy, em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về dùng nhá. 15.000 một cặp thôi, với giá gọi là siêu rẻ luôn, 15.000 một cặp quý vị nhá. Tiếp là một cái sản phẩm là phích cắm nhá. Đây là những cái vật dụng gia đình rất là cần thiết này. Phích cắm 5.000 một cái thôi. Đây là cái mẫu này là mẫu thường quý vị nhá.
Còn quý vị nào ấy muốn xài hàng cao cấp thì đây, đây là cái mẫu siêu mẫu cao cấp cho em này. Đây là cái mẫu cao cấp nhá. Đây là cái mẫu này là chống cháy này, chống va đập bị vỡ này nhá. 10.000 một cái quý vị nhá, 10.000 một cái. Còn quý vị nào muốn xài mẫu như mẫu âm thì có âm luôn nhá. Âm em cũng có hai loại, một loại là 5.000 nhá. Một loại này 5.000 này, loại trắng thường, 5.000 cho em. Còn lại siêu xịn thì nó là 10.000 cho em nhá. Siêu xịn thì nó 10.000 cho em. Đấy, quý vị bà con của bạc mình thấy rẻ không? À, rồi, kế tiếp là một cái bộ CB. Một cái CB 30A nhá, 30A để bảo vệ cho cái nguồn điện cho ngôi nhà của mình. Đấy, nó là CB chống giật, chống quá tải quý vị nhá. CB chống quá tải cho em này, một CB 30A. Rồi mua một cái CB em tặng kèm theo một cái ốp. Một cái ốp luôn nhá, một ốp. Mua một được một cho em với giá chỉ có 25.000. Đấy, 25.000 một sản phẩm như này nhá. 25.000. Rồi đến là cái bộ chia. Đấy, một cái bộ chia. Chia này thì nó có 3 ổ cắm luôn. Đấy. Khi nhà mình ấy những cái ổ cắm nó có một cái ấy thì mình có thể mua cái bộ chia này về găm vào nhá và chia ra thành 3 ổ, hai ổ hai bên này. Và bộ này là có thể găm được cái phích cắm 3 chân nhá. Đấy, găm được 3 chân. 20.000 nhá, giá chỉ có 20.000 thôi quý vị nhá. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Ok chưa? Rồi, một cái ổ cắm có luôn cả một cái automat như này. Gọi là CB ấy, có luôn một cái CB như này. Và đây là dòng này là dòng chống cháy quý vị nhá. Đây cái mặt này nó bằng sứ này, nó bằng sứ không phải bằng nhựa quý vị nhé, không phải bằng nhựa đâu. Đấy, hàng này là hàng cao cấp cho em này nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có 75.000, quá rẻ, quá đẹp, tuyệt vời luôn. Rồi, còn bác nào mà muốn xài nhiều hơn thì đây, 6 ổ cắm cho em nhé, 6 ổ cắm có CB để bảo vệ cho luôn nhá. Muốn tắt thì tắt, muốn dùng thì dùng. 95.000 một ổ cho em. Đấy, với giá 95.000 nhá. Rồi, đến là một số màu về bóng đèn. Đấy, bóng đèn thì em có 3 màu bóng đèn. Bóng đèn 10W nhá, 10W thì bóng đèn LED 10W với giá chỉ có là 15.000 nhá. 15.000 một bóng 10W cho em này. Và 15W thì 25.000 nhá, 15W nó 25.000 cho em này. Ok chưa? Còn đây là một cái anh đài 50W cho em. Anh đài 50W với giá chỉ có 50.000. Đấy, 50.000. Ok chưa? Rồi. Còn quý vị nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì mình có thể tiếp tục xem các video quý vị nha. Tống Phúc liên tiếp một cái sản phẩm mà đấy là một cái đèn bảo quý nhá. Quý vị đây là một cái mẫu đèn bảo lồng chim nhá. Đây cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn ra mình có thể trang trí này, trang trí cho ngôi nhà của mình nhá. Những cái quán xá cà phê thì tuyệt vời luôn nhá. Và đặc biệt nó là xài pin 18650 và nó có chế độ tăng giảm nguồn điện ánh sáng nhá. Đây tăng giảm nguồn ánh sáng đẹp chưa? Rồi, đây là mẫu ánh sáng vàng quý vị nhá. Và đấy là xài pin 18650. Cực kỳ là tuyệt vời như này. Thì hôm nay em sẽ sale cho toàn thể quý vị bà con của mình đấy. Một cái giá quá hời luôn nhá. 110.000 một cái cho em, 110.000 nhá. Đấy, cái này mình có thể đấy, mình đi picnic này, mình đi picnic nhá, mình có thể cắm trại này. Đấy, và tăng giảm nhiệt độ ánh sáng là tùy theo thời ý mình nhá, để tiết kiệm nguồn điện khi cần sử dụng nhá. Rồi, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em nên cho quý bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái mẫu massage quý vị nhá. Đây là một cái mẫu massage toàn thân. Đấy, mình có thể đấm lưng này, đấm đùi này, đấm nói chung là mình đau nhức mỏi ở đâu thì mình đấm ở đấy nhá. Rồi, cái con này nó có 46 chế độ và 4 chức năng nhá, 4 chức năng đấm này. Nó có 4 kiểu nhá. Đấy, đấm mu, bấm chân này, bấm lưng này, nó đầu tùy theo nhá. Rồi, và cái cách sử dụng thì mình rất chi là dễ nhá. Đây, đây là mình bấm cái nút nguồn cho em nhá. Rồi, mình nhấn giữ. Rồi, đấy là nó là chạy nhá, hoạt động cho mình là mình đấm thôi. Thấy chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? Và đây mình tăng chế độ mạnh lên thì mình tăng lên như này nhá. Rồi còn mình muốn mà tắt thì mình nhấn giữ, lúc nào nó tắt là nó sẽ tắt nhá. Rồi hôm nay sẽ sale với giá gì có là 200.000. Con này 200.000 em sẽ bao ship về từng nhà cho quý bà con luôn nhá. 200.000 bao ship luôn. Đấy, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, nhanh nhanh vì cái số lượng con này em ôm được lô nhưng nó có giá hời như này đấy. Em lên cho quý bà con của bác mình ấy một cái mẫu dây rửa xe nhá. Dây ray rửa xe áp lực cao cho quý vị bà con bạc mình nhá, mua về để làm vệ sinh này, xe cổ xịt nhà xịt cửa nhá. Rồi về em có hai mẫu quý vị nhá, đây là nhu cầu sử dụng của quý vị này. Đây là cái mẫu dây dài 20m nhá, 20m thì em sẽ sell cho mình với giá là 190.000 một cuộn nhá. 20m nhá, dây dài 20m, dây áp lực cao để ráp vào máy rửa xe hay để mình rửa nhá. Còn anh nào muốn dài hơn, muốn
dài hơn nhá. Đây, dài hơn và muỗng to nhưng muỗng dài hơn này thì 30 mét cho em này. Có cuộn 30 mét nhá. Cực kỳ là đã luôn. Hai dây này thì dài từ trước nhà rồi sau nhà luôn. Hai dòng vệ sinh thoải mái cho em này. Em sẽ có thanh lý với giá chỉ có 250.000 nhá. 250.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị bà con bà còn quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái mẫu quạt xài bằng pin cho quý bà con của bạc mình nha. Đây là cái mẫu quạt cực kỳ là gọn nhẹ và tuyệt vời luôn quý vị ơi. Để giải chiến cho cái mùa hè nóng được nha. Rồi, và khi những cái thời tiết, những lúc khi cấp điện ấy thì có em này xài cực kỳ là ngon luôn. Đây, một cái sản phẩm này là hàng mới về lò quý vị nhá. Đây, với một cái dung lượng quả pin của nó là 10 cell nha. Pin 10 cell cho em này, một quả pin này. Một pin một sạc theo kèm, sạc bàn nhá, sạc bàn cho em. Hãy cánh quạt lồng này, lồng bằng sắt em nhé, là lồng bằng sắt quý vị nhé. Và đặc biệt nó là có hai cấp độ này, hai cấp độ nhé, nhanh và chậm cho em, nhanh chậm. Và đặc biệt cái em này ấy, thì mình có thể là đấy, cực kỳ là mạnh luôn này. Và đặc biệt là nó có chế độ xoay cho em nhé, đây xoay luôn, cực kỳ là ok, xoay qua xoay lại thoải mái nhá. Rồi những cái đời trước nó chưa cải tiến, nó không xoay được, bây giờ đời này nó xoay cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cái này thì có thể cấp điện ngồi ăn cơm cả nhà ngon lành cành đào nhá. Rồi ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 390.000 thôi quý vị ơi, 390.000. Máy theo kèm gồm một pin một sạc, hàng cực kỳ là VIP luôn. Quý bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nha. Em xin cho quý vị bà con của bác mình một cái sản phẩm nhé. Đây là cái sản phẩm mà kéo cắt tôn hàng cao cấp cho em nhé. Đây là cái mẫu này là mẫu 10 inch, hay mẫu 10 inch cho em ấy, hàng Kabushi, hàng của Nhật luôn, cực kỳ là đẹp, CRB này, siêu xịn sò luôn nhá. Rồi quý vị nhìn thấy chưa, nó dập nổi CRB Kabushi trên này luôn nhá, cực kỳ là cao cấp. Và đặc biệt cái sản phẩm này ấy, thì cái quai, cái cáng của nó là có bọc cao su êm nhé, không bị bỏng da tay các kiểu quý vị nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò này. Này, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 95.000 thôi, 95.000 một sản phẩm nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy, một cái dòng sản phẩm đèn pin nhá. Đây là cái mẫu đèn pin cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị ơi. À nhá, đây là cái mẫu chóa cực kỳ là to và sò cực kỳ là xa nhá, siêu sáng luôn. Và đặc biệt nó là nó có hai chế độ nhé. Đấy, một cái chế độ là rọi xa cho em này, một chế độ rọi xa nhé. Đây, đây là chế độ rọi xa này, phải nói là cực kỳ xa và sáng luôn này. Và chế độ thứ hai nữa là khi mình cấp điện mình xài với chiên rồng nhé. Rồi cái bóng led 100 bóng led trong này ấy, thì nó cực kỳ là sáng rồi nhé, nó cực kỳ là sáng cho quý vị luôn, đã chưa. Đấy, nó hai chức năng như này là quá đặc luôn. Và đặc biệt là nó là có chế độ sạc bằng năng lượng mặt trời nhé, sạc bằng pin năng lượng mặt trời luôn, có tay cầm luôn. Đấy, cực kỳ là hay luôn nhá. Rồi, và nếu như mình không muốn sạc năng lượng mặt trời thì mình găm điện bằng cái sạc nhá, bằng cái cổng USB mà, bằng dây sạc này qua cụ sạc điện thoại cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay với một cái siêu phẩm như này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình ấy, với một cái giá là cực kỳ là đẹp luôn nhá. 140.000. Đấy, 140.000. Anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm đến mẫu đèn pin này thì alo cho em nhá. Em tiếp một cái mẫu sản phẩm nối dây điện nhanh cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhé. Hôm nay về cái lô này khá nhiều luôn và sale với giá là sập nguồn cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhé. Rồi, một cái đầu nối nhanh như này, hay một cái đầu nối nhanh gồm có hai cổng nhá. Mình muốn nối một sợi, hai sợi thì tùy ý mình nhá, 3-4 sợi thì mua thêm nhá. Rồi, một cái đầu nối nhanh, hàng phải nói bảo đảm an toàn, tiền lời, nhanh chóng nhá. Rồi, chỉ một đầu thì có 2.000 thôi, một đầu 1.000 nhá. Thanh lý với giá một đầu 1.000 cho em này. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Đầu nối nhanh, dây điện cực kỳ ok luôn. Đấy, như này đấy, mình chỉ cần bóp cái này, bóp đầu này nhé, bóp đầu này là thấy mở ra chưa, bóp đầu này mở ra sao là mà mình đúc dây điện vào nhá. Rồi, mở hay là tháo gì, lắp gì cũng nhanh hết. Quý bà con của bạc mình quan tâm thì alo nhá. Em về là cái màu kéo quý vị nhé, kéo X5, cái hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhé. Đây là cái màu kéo X5 này, cái hàng Japan nhé, hàng được khắc chữ trên máy luôn, trên kéo luôn này. Cái cáng này là cáng nhôm đúc nhé, cáng nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhá. Cái thép thì thép siêu cứng cho em này, cái hàng siêu bén nhá. Rồi vít inox này cực kỳ ok luôn nhá. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình. Nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi. Nha, màu bạc cho em nhá, màu bạc cho em này. 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhá, 4 cái là 25.000. Còn quý vị nào mà lấy lẻ một cái là 30.000 cho em nhá. Một cái 30.000 mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng cực kỳ là nhiều luôn.
Tân Phúc liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con bác mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái bộ chuyển đổi để mình cưa quý vị nhé, từ mình cưa bàng nhé. Đấy, từ máy mài chuyển sang cưa bàng cho em này. Nhà nào mà có máy mài rồi ấy, bây giờ mình không muốn làm an toàn hơn các cổ các đồ các kiểu thì mình mua một cái bộ chuyển đổi cưa như này nhá, cực kỳ là hay luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, hàng cực kỳ là ngon rồi và xịn sò luôn nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình ấy với giá chỉ có 130.000 nhá, 130.000 thôi. Hay một cái bộ sản phẩm chuyển đổi nhá, nó là một cái hộp như này nhá, nó chuyển đổi, nó đầy đủ phụ kiện cho mình luôn, về lắp ghép vào nhá, về mình cắt cho nó an toàn. Đấy, có bảo hộ này, cái này thì có cắt được nghiêng quý vị nhá, đặc biệt là nó cắt được nghiêng này. Đấy, mình mở ra như này nhá, tăng giảm lên xuống và cắt nghiêng, chế độ cắt nghiêng có đầy đủ hết cho quý vị bà con bạc mình luôn nhá. Rồi quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên thì cái mẫu sản phẩm đây là một cái bình giữ nhiệt nhé, đây là cái mẫu bình giữ nhiệt hàng cao cấp cho em này, inox hai lớp nhá. Đấy, màu sơn màu cực kỳ đẹp luôn, sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp quý vị nhé, có tay quay đeo này, tay cầm nhá, cực kỳ vip luôn, và nắp có lọc rác cho em này, có lọc nhá sạc cho em này, cực kỳ là ngon. Với cái mẫu này thì dung tích của nó là 1 lít quý vị nhé, dung tích 1 lít cho em này, cao chiều cao nó tầm 28 cm đấy, 28 cm cái chiều cao của nó nhá. Rồi hôm nay em sell với giá chỉ có là 75.000 một bình thôi, 75.000 một bình nhá. Quý anh chị em bà con gặp anh quan tâm thì ở em nhá. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình một cái sản phẩm nhé. Đây là một cái mẫu chảo hàng cực kỳ là vip luôn quý vị nha. Đây, có cái vung đầy luôn ha, bằng kính nha, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, hàng là bao dày bao xịn sò luôn. Cái mẫu này thì nó dùng được đa bếp nhá, bếp từ bếp ga bếp điện gì đều cũng xài cũng được hết nhá, cực kỳ là ngon. Một cái cán cong cong cực kỳ là vừa gọn gàng nhưng mà dễ cầm lắm quý vị nhé. Đây, có cái mỏ trẻ chạy luôn này. Đây, ngày hôm nay sale với giá chỉ có 280.000 nhá, 280.000 một cái sản phẩm này, hàng này hàng của Nhật cực kỳ là vip luôn nhé quý vị nhé, hàng này là bao ghê luôn, xài là ngon luôn nhé. Rồi quý anh chị em bà con mặc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên tiếp một cái màu sản phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con mặc mình nhé. Đấy là một cái màu bàn chải đánh răng mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc quý vị nhé. Rồi từ Korea này, hàng nhập khẩu từ Korea luôn quý vị ơi, hàng cực kỳ xịn sò nhé. Rồi cái màu này thì quý vị nhìn thấy nhá, trên cái bao bì nó in là bán lẻ của nó là 32.000 một cái này nhá. Nhưng mà trên kênh em ngày hôm nay em sẽ sell với một cái giá mà nó là hết bất kịch sàn cho quý vị bà con của bác mình về xài luôn nhá. Rồi một cái chỉ có 10.000 nhá, mỗi cái chỉ có 10.000 thôi. Và quý vị nào mua 5 thì tặng 1, mua 10 tặng 2 nhá, cứ thế mà nhân lên. Còn quý vị nào mà mua nguyên một hộp như này, đấy một cuộc nguyên một hộp như này là cũng có 30 cái nhá, hộp 30 cái đấy, bán buôn bán lì bán xì bán lẻ gì, một hộp 30 cái 250.000 cho em nhá. Đấy, 250.000 một hộp như này. Còn quý vị nào mua lẻ cứ 10.000 một cái nhá, mua 5 tặng 1 và mua 10 tặng 2. Quý anh chị em bà con qua cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy một cái sản phẩm nhá. Đây là cái màu kim bẩm chết Grossman, hàng cực kỳ cao cấp luôn nha. Đây là cái hàng này là gọi là hàng loại 1, hàng đấy, hàng chữ dập nổi Grossman trên thân máy Uetra nhá. Rồi hàng này là chất liệu thép CRV gọi là siêu cứng luôn, thép này thép đặc chủng nhá, thép sắt này, sám này, logo ok lắm, CRV nhá, cực kỳ là vip luôn. Đấy, kìm bấm đằng trước này là bấm vào là chết ngay luôn á quý vị ạ. Rồi thanh lý nhé, thanh lý bây giờ 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, về số lượng cực kỳ là nhiều, anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo nhá. Đây là cái màu sản phẩm, đây là một cái bộ lưỡi dao nhé, bộ lưỡi dao 4 lưỡi dành cho máy xay thịt nhé, máy xay thịt nhé, máy xay 2 lít nhá. Đây là những cái máy như này đây quý vị ơi. Đấy, em về lẻ nhé, nhiều khách hàng hỏi ấy, mua máy rồi giờ hỏi là lưỡi có không, bây giờ em về lưỡi cho quý vị nhá. Rồi ngày hôm nay sell với giá chỉ có 20.000 một bộ quý vị nhé, 20.000 một bộ là nó gồm như này, ráp xong là như này quý vị nhá. Rồi để mình lắp vào mình xay ấy, cái bộ lưỡi này nó bị lâu ngày nó bị cùn ấy thì mình có thể thay thế nhá. Còn bác nào mà mua nguyên bộ ấy, một gồm có cả một máy xay thịt 2 lít như này, cố in lúc này thì 160 nhá, 160 thì em sẽ tặng kèm theo một cái bộ lưỡi dao này nữa. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đây mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây, một cái mẫu sản phẩm dành cho tất cả quý bà quý anh mình đấy,
thất nội trợ nha, với một cái máy xay. Máy xay này là máy xay thịt xay cá nha, hai xay thịt xay cá với một cái cối inox này 2 lít cho em nha. Rồi, nắp này là nắp nhựa dẻo cho em ấy, nhập nhựa dẻo cực kỳ là ok luôn nha. Rồi, dao này là gồm có 4 dao siêu bén luôn nha. Dao siêu bén luôn, này cực kỳ là vip luôn. Đấy, xay gì xay thịt xay cá cực kỳ ngon quý vị nha. Rồi, với một cái mẫu sản phẩm như này, ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá phải nói là cực kỳ rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình về sử dụng nha. Rồi 140.000 thôi, hay giá 140.000. Đấy quý vị anh chị em bà con của bạc mình, đấy là có thể về xay thịt xay cá làm chả tại nhà mình nha. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm nha. Đây là một con máy cắt trượt mini dài lưỡi 1 tấc 85 này, hàng cực kỳ là ngon quý vị. Đấy, nó gồm nó như này đây, nó là gồm có một lưỡi theo kèm quý vị nhá, dài lưỡi 1 tấc 85 này, có thể trượt nhá, đây là có thể trượt cho em này. Đấy, mình cắt cái gỗ mình có thể trượt lên trượt xuống này nha. Rồi, công suất của em nó là gồm có là 1200W quý vị nhá. Công suất của nó là 1200W này. Đấy, cực kỳ điện là điện 220V nhá. Đấy, vòng tua thì khá lớn rồi. 5200 vòng trên một cục nhá. Cực kỳ là xịn luôn. Rồi, với một cái màu sản phẩm này, hàng cắt được như này nhá. Có phụ kiện theo kèm này. Đấy, phụ kiện theo kèm một tầng kèm theo một cái lưỡi 1 tấc 85 cắt sắt nhá. Cái màu này là đa năng, cắt gỗ, cắt sắt và cắt gạch thoải mái cho em nhá. Và có thể cắt góc 45 độ của mình, mở cái này ra này. Đấy, chỉnh góc cắt các 45 độ cho em nhá. Rồi, hàng cực kỳ có bảo hộ đầy đủ ngon lành cành đào nha. Đấy, có bảo hộ đầy đủ ngon lành cành đào như này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, cắt trượt thoải mái nhá. Đây, mình có thể trượt như này. Đấy, cắt trượt tới trượt lui, cái đường kính cắt có thể dài ra nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có là 1.300.000 nhá. 1.300.000 và em tặng kèm theo một cái cây COVID và một cây bút điện cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Đấy, khóa mở rồi, trổi thang theo kèm đầy đủ rồi. Hàng này là hàng liên doanh Việt Nhật, bao ngon bao xịn trò cho quý bà con của bạc mình sử dụng nha. Em liên tiếp một cái mẫu sản phẩm bếp từ cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu bếp từ Philips hàng Thái Lan, thương hiệu hàng Made in Thái Lan, cực kỳ là vip luôn quý vị ơi nha. Hàng này là kính cường lực chiều nhiệt độ cao này, và cái cách sử dụng thì nó rất là dễ dàng quý vị nhé. Đầu tiên mình găm điện thì mình bật nút nguồn, xong mình bấm cái nút bàn tay này thì nó sẽ hiển thị lên những cái thông số nhé. Mình có thể tăng giảm tùy theo dấu cộng dấu trừ tùy theo mình nha. Rồi, hàng cực kỳ là vip rồi. Ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 280.000 một sản phẩm. Và tặng kèm cho mình một cái chảo nha, một cái son để nấu lẩu luôn, cực kỳ ngon, để nấu nướng luôn, cực kỳ ngon nha. Canh, xào, lẩu gì cũng được, ok hết. Rồi, quý anh chị em, bà con, bác mình quan tâm thì alo cho em nha. Em liên tiếp cho toàn thể quý vị, bà con, bác mình một cái mẫu dao nha. Đây là cái mẫu dao Hắc Long. À, tên gọi của nó là Hắc Long, à, như cân đào Hắc Long, có hình con rồng nhá quý vị nhá. Rồi, đây là một cái mẫu là dao thép siêu cứng, CRB siêu cứng nha em nhá. Nó liền luôn, à, từ lưỡi cho đến cán luôn nhá. Rồi, cho đến tay cầm luôn. Và tay cầm này là bọc nhựa chống rồng, chống êm tay nhá. À, cực kỳ là ngon luôn. Cái dao này thì nó cực kỳ đa năng, nó có thể vừa thái này, vừa chặt này, à, chặt gà cực kỳ là ngon luôn nhá. À, các rau các kiểu con là điệu thì thoải mái cho em rồi. Đấy, một con dao này để bếp thì nó cực kỳ là đa năng rồi. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn nhá. Với chỉ có 65.000 một cây này. Đây giờ có bọc nhựa, à, bọc da nhá, bọc da bên ngoài. Cực kỳ là đẹp luôn, đeo đi đâu cũng được, cũng rất là an tâm nhá. Và có bảo vệ lưỡi luôn nhá. Có bảo vệ lưỡi luôn. Đây, cái này là bảo vệ lưỡi luôn này. Mình về mình xài xong mình là bảo vệ lưỡi cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi, quý vị bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nhá với mẫu dao Hắc Long này nhá. Xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, ngày hôm nay em về một cái lô sản phẩm đấy là cái lưỡi nhá. Đấy, quý khách hỏi rất là nhiều nên em nhập hàng về để phục vụ quý khách nhá. Rồi, một cái lưỡi hàng nhập xịn sò luôn nhá, Japan luôn. Lưỡi cưa kiếm này. Cái này là cái lưỡi không nhá. Ai anh em nào mà có cái cưa kiếm như này rồi ấy. Đấy mà lâu ngày nó bị cười cái lưỡi nó bị cùng á, bị ấy thì mình có thể thay. Và ngày hôm nay em về cái mẫu lưỡi này cho quý vị bà con bạc mình này nhá. Thanh lý với giá chỉ có 25.000 một lưỡi nhá. 25.000 một lưỡi như thế này quý vị nhá. Mình về mình thay, à, thay vào, à, bật cái này lên nhá. Rồi mình thay vào là mình sử dụng cực kỳ ok, có cán sẵn nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm đuôi đèn cảm biến cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến này. Khi mình có bóng đèn người đi qua ấy, khi mình đấu rồi luôn luôn chế độ chờ nhá.
thì có bóng đèn đi qua, bóng người đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Là nó cực kỳ hay luôn. Thì nó đỏ trong vòng tầm 1 phút là nó sẽ tự tắt nhá. Rồi đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến cho em. Đấy, có mình về mình mua về đấu nhá. Đấu vào hai cái sợi dây này, vào hai cái dây nguồn và luôn luôn để ở chế độ chờ bật như vậy thì nó sẽ tự sáng đấy. Có gì cần gọi nhất nhất có ánh sáng đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình này. Nó cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 50.000. 50.000 một sản phẩm quý vị nhá. Rồi, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em này. Một đuôi đèn cảm biến như vậy cực kỳ là hay nhá. Về lắp nhà vệ sinh này, hành lang này. Đặc biệt là để chống trộm nhá. Ở các cổng luôn. Khi vào có người đi đến là nó tự phát sáng, là nhiều lúc nó hơi giật mình cho em nhá. Cực kỳ hay đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Chỉ cần ấy là nó sẽ phát sáng như vậy. Chỉ có 50.000 thôi. Nhanh chân nhanh tay mua về để bảo vệ ngôi nhà của mình quý vị nhá. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kéo cắt cành trên cao quý vị nhá. Đây là mẫu kéo cắt cành trên cao. Thì đây là cái lưỡi này, thì mình có thể đưa vào mình kè mình cắt nhá. Đây. Đây nhá, nó là cái lưỡi mình đưa vào mình cắt cho em nhá. Lưỡi để vừa cắt này. Còn đây là lưỡi này để mình cưa những cái cành trên cao nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Hai hàng bao chất lượng, bao xịn sò, có dây dừa xeo kèm luôn. Đây, một bộ hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có là 150.000 nhá. 150.000 một cái bộ sản phẩm. Cái bộ dao kéo cắt kìa tỉa cành trên cao nhá. Có kèm theo lưỡi cưa luôn. Đấy, quý vị về lắp vào cho em nhá. Rồi, quý vị quan tâm thì alo cho em này, chỉ có 150.000. Rồi về tiếp cái lô sản phẩm bình giữ nhiệt quý vị nhá. Đây là bình giữ nhiệt mẫu 8 lít và 10 lít cho em này, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Đây, cái loại này thì trong inox này, ngoài inox luôn, bọc ở giữa là bọc cách nhiệt, cực kỳ là giữ nhiệt, nước sôi, nước lạnh, nước đá gì cũng xài được hết quý vị nhá. Hàng bao chất lượng luôn, có vòi xả nước cho em này. Thì hôm nay em sẽ sell trên kênh thì giá cực kỳ là rẻ nhá. Rồi con 8 lít thì 220, còn con 10 lít là 250.000 nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu quan tâm, bà con nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nhá. Máy xây dựng Tân Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Rồi quay trở lại với kênh máy xây dựng Tân Phúc ngày hôm nay. Đấy, Tân Phúc sẽ xài sell và xả rẻ một cái số mặt hàng về hàng kim khí nhá, hàng kim khí giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình. Rồi, chỉ 10.000 nhá, 10.000 20.000 đã có sử dụng rồi, về dùng rồi nhá. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này. Hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao VIP, bao xịn sò. Rồi, hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cây nhá. Số lượng thì bao la, anh nào xị lẻ hay có hết nhá. Đầy đủ bạc ngàn chiếc xứ luôn. Rồi, tiếp đến là một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ tô vít bộ lục giác nhá. Bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình này. Một cái bộ lục giác này là giác giác sao, giác bông, giác bi. Đây có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này. Hàng này là hàng ZT, hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy, được mạ chrome siêu bóng luôn. Đấy, hàng này là chống rỉ dẹt cho em, hàng chất lượng, bao xịn sò. Đấy, sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ. Hàng ZT USA cho em, này hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, một bộ như vậy là 50.000. Còn anh nào muốn lấy dệt lục dệt chứ lục giác mà giác bông nhá. Đấy, đấy bông ấy. Đấy, bông là 55.000 cho em. Đấy, thì cái màu lục giác bông này ấy là nó là cái màu nhá, thép CRV. Đấy, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy, thép CRV siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình. Đấy, để em bóc ra một bộ đây. Đấy, bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây, thép CRV này nhá. Đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy, được dập nổi trên trên thân luôn. Này, cực kỳ là xịn sò luôn. Siêu bóng bảy luôn nhá. Chống rỉ rạch cực kỳ là VIP luôn. Siêu cứng luôn. Những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy. Chỉ có 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ là lục giác bông cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa, đây là một cái cây tô vít. Đây là cái mẫu tô vít tăng giảm quý vị nhá. Tô vít tăng giảm này. Tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn, đấy, có thể là dùng bằng trợ lực, đấy, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L, chữ T như này. Mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nhá. Còn không ấy là nó là tăng giảm quý vị nhá. Có thể rút cái đầu này ra, đấy, mình có thể rút ra. Rút cái đầu này ra nhá. Đây, rút ra và mình giặt lên đây này.
nó là tăng giảm cho em nhé, nó là tăng giảm này cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhé, nhấn nút vào, đấy, nhấn nút vào cho nó vào, ok chưa? Đấy, em một tay, đấy, một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhé, tăng giảm được cho em. Đây, em vào đây nhé, đấy cực kỳ là ngon luôn, tăng giảm thoải mái luôn nhá, đấy, hai đầu luôn, đấy, sale nhá, sale giá xỉ lẻ bao luôn này, 10.000 đồng một cây nhá, 10.000 một cây thôi, giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo này là một cái kéo. Cái kéo này là kéo tỉa. Kéo tỉa bấm chồi. Đấy, bấm chồi chồi non ấy, chồi cành ấy. Đấy, chồi cành non, chồi lá cực kỳ là đẹp đúng nhá. Rồi, nhỏ gọn siêu đẹp như này, đấy, có lò xo tăng giảm như này cực kỳ vip nhá. Rồi, bác nào cắt lông mũi cũng cắt được luôn, tỉa lông mũi cũng tỉa được luôn nhá. Rồi, hàng là bao ngon rồi. Đấy, hàng là hàng nội địa Taiwan. Nội địa Taiwan nhá, được dập nổi cho như này. À, công nghệ thì nó cấp công nghệ đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, hàng liên doanh như này. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. 55.000 nhá. Anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu, thước mét hai mặt nhầm nhé, thước mét hai mặt cho em, có lỗ bang luôn, đấy, một đầu một mặt là lỗ bang nhá. Anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này, còn trước này là thường số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi thước 7,5 quý vị nhá, thước 7,5 cho em, hàng này là bao xịn sò rồi, đấy, hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, hay chống vỡ này, cực kỳ là đẹp nhá. Rồi, 55.000 một sản phẩm quý vị nhá, 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà các bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá. Xì lẻ đầy đủ hết. Em xin cái mẫu sản phẩm gối massage cho bà con các bác mình nhá. Đây là cái mẫu gối massage này, để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau bụng, đau lưng này, đây nhá. Cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20 bi luôn. 20 bi, siêu khỏe luôn quý vị nhá. Đây, nút mở nguồn bên này, có đèn luôn, báo cực kỳ bao khỏe nhá, mình tì đè thoải mái luôn, nằm trên thổ cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhá. Đây mình bấm vào đây, xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng lớn rùng ít tùy mình nhá. Và tặng kèm theo một cái matcha mini cho quý vị bà con quạt mình. Đấy, tặng kèm theo một cái matcha mini nhá. Rồi matcha mini ở đây. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lấy tí cái mẫu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhé. Đây là mẫu kính hàng điện tử. Thì cái kính hàng điện tử này nó là có chế độ auto. Auto có nghĩa là tự động nhé. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhé. Không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhé. Để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok. Luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe. Thì khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái kính hàng điện tử tự động này nhé. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình sẽ vừa nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhá. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sale với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con ngoài cần quan tâm thì alo cho em nhá. Hello, Tâm Phúc xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, quay trở lại với Tân Phúc thì ngày hôm nay lên kênh sell cái mặt hàng này cho quý anh em mình về dùng nhá. Đấy, từ các bác thợ chuyên nghiệp hay là nghiệp chưa gì cũng xài được hết nha. Đấy, đây là một cái mẫu ke góc hàng nhá, ke góc để mình hàng, ke góc 500 nhá. Đấy, này mình hàng để góc 45 độ này, 90 độ, 130 độ, 180 độ đều được cả, ok nhá. Rồi, cái mẫu này thì mình có thể nó là 3 in này. Đấy, cái mẫu này là 3 in nhá. Rồi mình tầm 12 kg đổ lại thì nó là sẽ hít mà cho mình hàng thoải mái nhá. Rồi, vậy thì ngày hôm nay sẽ sạc cái giá này với giá chỉ có 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái ke góc hàng 500. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Về mình hàng muốn hàng gì hàng nhá. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá. Đây là một cái mẫu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái mẫu tô vít đóng 1/2 nhá. 1/2 cho em. Đây. Đây là tô vít đóng, đóng này là cái đầu này là đầu 1/2 nhé. Đây mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài ba kiểu này, và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá,
mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực, nó có trợ lực nha. Khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rung và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra cho nó dễ. Đấy, và được tặng kèm này. Đấy, tặng kèm nha quý vị nhá. 10 máy mũi đây, 2 4 6 8 10 này. Đấy. Nhiều mũi như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 190.000 nhá. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con của bà cần quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái màu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhá. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhá, rùa mini. Đấy, gồm có 5 cây hàng Kabushi nhá. Hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng Nhật Kabushi nhá. Đấy, bao VIP luôn. Đấy, mình về mình rùa đặc biệt là rùa để rùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đây rùa lưỡi cưa xích này. Đấy là rùa cưa, rùa giữa các kiểu con là điều mình muốn rùa gì rùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đấy, gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá. Cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ, gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi, với giá chỉ có là 95.000. Đấy, 95.000 gồm có một hộp như này nhá. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp với mẫu sản phẩm bào rau củ quả nhá. Đây là một cái vị dao gọt hai mặt này, hay dao gọt rau củ quả này, bào củ quả nhá. Và cái mẫu làm như những cái không hình nhé, nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây, mình cắt gọt tỉa hoa quả cực kỳ là xịn sò nhá. Đây là hàng cao cấp luôn, hàng cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Inox chống rỉ rác này, hàng cực kỳ là VIP rồi. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell một cái bộ com lê như này với giá chỉ có 50.000 quý vị nhá, 50.000. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình ấy quan tâm thì alo cho em nhá. Sản phẩm bao chất lượng cho quý vị bà con của bác mình xài nhá. Em lên tiếp cái bộ đầu khẩu cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn. Đây là cái màu khẩu dài cao cấp nhá. Đấy, dài 8 phân này. Đấy, hàng cực kỳ là xịn sò luôn, bao dài dằng nhá, bao ngon. Và tặng kèm theo một cái hộp mở để bảo dưỡng máy này, một cái đầu chuyền này. Đấy, một cái đầu chuyền này mà quý vị đi ra ngoài mua tầm còn 100.000 này nhá. Đấy, đầu này là đầu khoang kẹp Autolock 10 ly nhá. Rồi, tặng kèm theo một cái để chuyển qua mình bu lông. Đấy, mình khoang này. Và một cái đầu chuyền này mình dắt vít vào không bị rơi rớt này. Đấy, đây là khẩu đầu 1-2-1 nhá, cực kỳ ngon luôn. Đấy, 1/2 ấy. Và đây là gồm có 6 cái đầu khẩu như này nhé, 6 cái đầu khẩu dài này, gồm có là 14, 17, 18, 19, 21 và 22 nhá. Đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Hôm nay em sell với giá chỉ có 125.000 nhá. 125.000. Đấy, số lượng thì rất là nhiều, quý anh chị em bà con của bà mình quan tâm thì ơi em nhá. Nó nằm tròn trong một cái bịch như này nhá. Đấy, cực kỳ là VIP chưa. Em lên cho toàn thể quý vị bà con của mình cái màu xay khô, nghiền, xay và nghiền khô nhá, cực kỳ là đã luôn. Đấy, mình sẽ xay cà phê, nghiền cà phê này, đặc biệt những bác nào mà chuyên uống cà phê mà nghiền luôn cả hạt ấy thì đây nhá, đây là một kiệt tác luôn quý vị ơi. Một cái cối inox này bên trong này cực kỳ đã luôn nhá. Với một cái lưỡi xay đa năng, nó có thể nghiền nát tất cả các hạt cà phê này, ngũ cốc này nhá, rồi đầu xanh mè này, với một cái công suất của nó là 500-300W này. Đấy, hàng là trong inox này, ngoài có bọc nhựa, nắp là nắp trong suốt nhá. Đấy, có răng cao su đầy này, chống rung này, chống độ này. Đấy, nhìn quý vị nhìn thấy nhá, xay có thể xay được tất cả các loại hạt như này. Rồi, ngày hôm nay một cái kiệt tác siêu phẩm như này em sẽ sell cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình đấy, với một cái giá siêu rẻ luôn nhá. Đấy, 150.000 thôi, 150.000. Quý vị có nhu cầu alo nhá. Em lên tới cái màu sản phẩm máy hàng quý vị nhá. Đây là một cái màu máy hàng mini dòng 200 nhá, MMA200, có nút điều chỉnh dòng này, có đồng hồ báo dòng này, hàng bóp test. Đây là một cái hàng công nghệ của Nhật quý vị nhá, nhân sản xuất tại Thái Lan, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Với một cái mẫu hàng này thì em bao cho tất cả các anh em công trình mấy máy xếp máy che ấy, hoặc là mình hàng sắc hộp ấy, thì em bao luôn nhá. Que 2 ly 6 và chấm tỉa 3 ly 2 bao cho anh em nhá. Rồi, cặp hàng nhỏ này và phụ kiện theo kèm gồm có kim màng kẹp mát này theo kèm đầy đủ nhá, mo hàng đánh rỉ và đôi găng tay. Đây, một cái sản phẩm cực kỳ cao cấp và xịn sò như này em sẽ sell cho toàn thể quý vị mình, bà con của bà mình ấy về sử dụng với giá chỉ có là 680.000 là ship về từ nhà quý vị nhá.
680.000 là ship về tầng nhà này, một cái sản phẩm cực kỳ cao cấp. Đấy quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác. Cô chú anh thì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này. Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt. Cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dặn luôn. Hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi, đấy có nắp đầy như này và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá là mình nó sẽ tải nước ok. Còn bình thường mình mở ra thì này sẽ đóng lại nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái mẫu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nha. Rồi, đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhá. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đấy, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nha. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nha. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nhá. Rồi, siêu sáng này với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều, có thể rọi xa này nhá. Phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nhá. Gần thì mình phóng to ra mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nhá. Đấy là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là đấy, đèn bên đông khi cấp điện này, à, cần cái đồ sáng rồng này, mình có thể nhá, với một cái bóng đèn LED siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhá. Đó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi có thêm một cái tính năng nữa đấy là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhá. Rồi. Này xin lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhá. 40.000 một cái cho em. Với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này. Nó nằm trong cái hộp nhựa nhé, siêu chất lượng như này. Rồi, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên cái màu cao dáng vai gáy nhé. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi cổ, mỏi lưng này, đấy, phải là đau cổ tay, cổ chân thì mua một cái hộp này về dáng nhé. Đây là cao dáng vai gáy Hải Cứu cho em. Gồm có một cái hình như này, nó rất là dễ dáng. Dán ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nha. Rất chi là dễ này và nó là độ bám rất chi là cao và cái ngày cứu này nó rất là nóng nha. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này. Hôm nay em sale cho tất cả quý bà con các bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nha. 20.000 đồng một hộp thôi. Hôm nay cái mẫu búa lùn cho quý vị nhé. Hai ngày về một cái mẫu búa lùn cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, nhìn hàng 5 sao nhá. Búa lùn của Nhật cực kỳ là đã luôn đấy. Búa lùn của Nhật quý vị nhá. Đấy, Puka Japan này, hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy. Rồi, thì ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này với giá chỉ có 38.000 nhá. 38.000 thôi. Đấy. Cho có bọc cao su êm này, đấy, cầm nắm này, không bị trơn trượt nhá. Cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, búa này thì nói chung là mua một cái về xài cho nó sướng một đời nhá. Nhổ đinh đóng đinh thoải mái cho em này. Cực kỳ là ngon luôn nhá. Tiền lời gòn nhè cho em. Đấy. Có nhu cầu mốc thì alo cho em nha. Em liên tiếp với mẫu sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình này nha. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nữa nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nha quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nha. Bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây, bật lên chà cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá, mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Ai xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiền lời, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nha. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu kìm mỏ quà hàng Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, đây là mẫu này là mẫu lớn nhá, mẫu kìm quà lớn nha em này. Đấy, cái mẫu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhé. Đây này, đường kính có mở của nó là 10 phân nha em nhé. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn.
Với cái mẫu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nha. 140.000 một cái kỳ một quà hàng lớn như này. Cái hàng này hàng Nhật có bao xịn sò luôn quý vị nhé. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Tiếp tục em lên cái mạng sản phẩm bình xịt nhé. Bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này. Đây là bơm nước cho hoa, cho lan này. Cực kỳ là xịn sò luôn nhé. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhé. Này hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhé. 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con và mình quan tâm thì alo nha. Rồi tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm là một cái mẫu đế nhé. Đây là cái mẫu đế để mình khoan bàn. Đấy, từ cái khoan này là khoan cầm tay nhé. Mình lắp vào. Đấy, khoan đầu 10 ly, 13 ly gì cũng được hết nhé. Lắp vào đây. Đấy, cực kỳ là hay nhé. Rồi, thế sau đó là mình có thể khoan. Đấy, mình khoan thành một cái đế khoan bàn nhé. Cực kỳ là đẹp và xịn sò như này. Nó cực kỳ chính xác nhé. Bác nào mà hay làm công việc gia đình nhỏ nhỏ ấy, thì làm những cái này cực kỳ là hay. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 280.000 nhé. Giá chỉ có 280.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm nhá. Một cái đế mà cắt này, đế cắt của máy lắp máy mài mini nhá. Mình cắt bằng thành một cái máy cắt bằng này, cực kỳ là ok luôn này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Mình lắp vào nhá thành một con máy cắt sắt bằng này, từ con máy mài như này. Thì mình lắp máy mài này tầm một tấc hai đầu lại nhá là xài được cái mặt bằng này cho em này. Thì hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 280.000 nhá. Giá bán là 280.000 thôi, giá siêu rẻ rồi. Quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Và đây là cái màu ấm siêu tốc hàng Cucu, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp quý vị nhá. Hàng bao chất lượng, bao đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình này. Với cái dung tích của nó là 2,5 lít quý vị nhá. Cái dung tích của nó là 2 lít này. Đây, hàng Cucu này, hai lớp nhá. Máy trong thủy ở trong là inox nhá, trong inox và ngoài này có bọc nhựa, hàng bao đẹp luôn, bao xịn sò, bao xài cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình. Đấy, ngày hôm nay em thanh lý với giá sập nguồn luôn, với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 một sản phẩm. Đấy, quý bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, số lượng về hàng quá nhiều cho nên thanh lý giá quá sập nguồn luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để có những sản phẩm hay, tốt, đẹp để về sử dụng quý vị nhá. Nên em có một cái lô khóa quý vị nhé. Đây, khóa này là khóa chống cắt. Khóa chống cắt cho quý vị này. Đây, với là một cái đường kính của nó bề ngang là 5cm nhé. Đây, đường kính 50mm này. Nó có 3 chìa khóa theo kèm. Khóa chống cắt, cái chống rỉ cực kỳ là ngon nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình với giá chỉ có là 35.000 thôi. Giá 35.000 một cái nhé. Đấy, quý vị bà con của bác mình, anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, nay em về lại cái mẫu sản phẩm đèn đổi đầu một bóng cho quý vị nhé. Đấy, với nhu cầu sử dụng cho quý vị về cái mẫu sản phẩm này, hàng cực kỳ là xịn sò cho nên khách đặt quá trời luôn. Đấy, về lại tiếp tục để phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình nhé. Rồi, cái mẫu này thì đèn đổi đầu một bóng này, nó giỏi là siêu xa luôn nhé. Đấy, đèn đổi đầu ánh sáng trắng này, cực kỳ là đã luôn. Đấy, bóng đã siêu sáng này. Và đặc biệt cái mẫu này nó là xài pin 18650. Pin gồm những cái quả máy khoang pin ấy. Đấy, là về xài, lắp vào xài pin tái sử dụng nhá, pin sạc cực kỳ là ngon luôn. Pin này dung lượng của nó là mình xài 6-7 tiếng thoải mái cho em nhé, 6-7 tiếng thoải mái cho một cái đèn như này. Rồi, có dây sạc theo kèm này. Đấy, có dây sạc theo kèm, có hộp này và dây đổi đầu nhá. Đấy, hàng bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, thì hôm nay em về em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình ấy, với một cái giá chỉ có là 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái, đầy đủ phụ kiện như này. Đây, về chỉ có việc xài thôi. Đấy, hàng bao chất lượng nhá. Này quý anh chị em bà con của bác mình, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhá. Hay một cái mẫu Zippo. Hay hàng bao đẹp luôn, hay bao nó như bao xanh điều nhá. Dành cho những anh hay hút thuốc này, hay hoặc là chơi hộp quẹt này nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mua về là mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá. Có đầy đủ như này, mua về chỉ có việc xài thôi.
và thanh lý này. Về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này. Đấy, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá. 30.000 một cái cho em. Nói về thêm một cái lô sản phẩm rìu đầu sói quý vị nhé. Đây một cái rìu, đây là những mẫu đa năng. Một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này. Mình có thể sử dụng rất chi là tiện lợi nhé. Như chặt xương, chặt đầu các kiểu, chặt cành cây. Đi rừng, đi rú thì quá bao chất luôn. Một cái mẫu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn. Bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò này. Em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé. 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Quý vị, bà con, bác, anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Rồi, nay em tiếp tục thanh lý một cái món hàng này cực kỳ hay cho quý vị, bà con, của bác mình này. Đây là một cái mẫu cà lê đa năng. Nó theo kèm gồm có hai cây nhé. Cây lớn nhất là tối đa là 32. Nhỏ nhất là 28 nhé. Từ 28 đến 32 thì mình có thể sử dụng thoải mái. Từ ống tiếp này, nói chung là vật liệu tròn, những con gốc trầy này mình có thể mắc vào để mở thoải mái cho em nha. Đây nó như hình đấy, mắc vào những con gốc nó bị trầy rùa như này nhá. Rồi hàng cực kỳ là ngon rồi cho mình đó nhá. Thanh lý cho với giá chỉ có 70.000 một bộ thôi, 70.000 hai cây nhá. Vì đây là cái sản phẩm này nó nằm dưới kho, nó có những cái còn mới này, mới can sơ luôn, và có những cái thì mối mọt nó có vào, những con mọt mối mọt nó vào ấy, nhưng mà nó chỉ bám bên ngoài hay không bị ảnh hưởng gì hết. Đây là vật liệu bằng sắt cho nên nó cũng được đẹp, cho nên em thanh lý cho mình về xài nhá, với giá chỉ có 70.000. ai có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo giới thiệu cho quý bà con, của bà anh chị em mình ấy, là một cái mẫu sản phẩm nhé, đây một cái mẫu thước kẹp cơ này. Hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150mm nhá. Rồi hàng này là bao chuẩn, bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ. Hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá quý vị nhá. Cái đó ngức khẳng trên này rồi, và nó được khắc âm nhá. Được khắc âm nhá, không phải sơn đâu, này khắc âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhá. Một cái mẫu cái thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng, bao xịn sò như này. Em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 quý vị nhá. Anh chị em bà con của mình ấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo lên cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có tô vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này cho mình nhá. Hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi. Cái thép này tôi cực kỳ là cứng nhá, đóng mở thoải mái nhá. Sửa chữa thì em bao luôn, các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi nay em thanh lý với giá chỉ là một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp một bẹp một ke như này 60.000. Một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đèn pin nhá. Một cái lô đèn pin cầm tay, phải nói là bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Em nói đây nhá. Rồi một cái tay cầm này là tay cầm một cái loại bằng nhôm nhá, cực kỳ là ngon luôn, siêu chất lượng luôn, siêu xịn sò nhá. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò, và cái đồ sáng của nó thì phải nói không phải bàn nghỉ nữa. Đồ sáng của nó là siêu chất lượng rồi nhá, với một cái bóng đèn led siêu sáng và hai quả pin lớn theo kèm. Mình có thể xài lên đến tầng 5-6 tiếng đồng hồ thoải mái cho em nhé, liên tục nhé. Rồi với cái mẫu sản phẩm này ấy, đây là bằng kim loại nhé, kim loại nhôm, cực kỳ là ok luôn. Hàng cao cấp đúc nhé. Như này, hàng Japan cho em. Thì cái lô này em về còn một số lượng không được nhiều đâu, nên quý vị bà con bạc mình ai có nhu cầu nhanh tay nhanh chân lên nhá. Với giá chỉ có là 145.000, và 145.000 là giá em đang sale đó quý vị nhá. Và nhanh tay nhanh chân lên để có cái sản phẩm tốt xài nhá. Rồi tiếp tục ngày hôm nay, bên kênh của em về thêm một cái lô sản phẩm nhá. Tiếp tục về nhá, vì những cái mẫu sản phẩm này khách sử dụng bảo cực kỳ là ok luôn.
đấy, đạt chất lượng tiêu chuẩn quý vị nhá. Nên này tiếp tục về hàng số lượng nhiều cho quý vị bà con của bác mình nha. À, với một cái sản phẩm tông đơ cắt tóc này là nó là hiệu Trang Ly nhá, Di Trang nhá. Rồi, và nó là được tặng thêm theo lưỡi này và mấy cái cự nhá, dây sạc đầy đủ luôn. Đấy, hàng cực kỳ sạc này, sạc trong máy luôn nhá. Bao mạnh, bao khỏe luôn, bao bén luôn nhá. Thì hôm nay em thanh lý với giá sản phẩm là chỉ có giá là 150.000 thôi. 150.000 cho một sản phẩm máy cắt tóc tông đơ. Đấy, xài bằng pin nhá. 150.000. Ấm trà đàm đào đấy quý vị ơi, đấy ấm trà đàm đào nhá. Đấy, một cái bình trà đào Nhật xịn sò luôn. Đấy, siêu đẹp, siêu chất lượng cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây. À, nó thì gồm có 6 cái ly nhá, gồm có 6 ly và một cái bình. Bình này bằng sứ nhá, sứ này sứ nông cực kỳ là gốm, cực kỳ là ok luôn. Đấy, pha trà uống cực không bị chát nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và đây là cái lò này để mình để đựng trà và một cái kẹp nhá, một cái kẹp để gấp trà cho em nhá. Rồi. À, thì ngày hôm nay em thanh lý cái bộ này với giá siêu rẻ luôn nhá. Với giá thì quá ưu đãi. 140.000 một hộp này. 140.000 nhá, một bộ như này. Và nó được nằm trong một cái túi cực kỳ là xinh xắn như này cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, nằm trong một cái túi trà đào như này. Đấy, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Ở tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và sale rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bạc mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhá, máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiện lợi nhá. Rồi, rất cái và dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi, này thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá. Thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay mình vẫn vào và có sợi dây. Này nó có một sợi dây nhá. À, dây để lòi ra cho mình đây. Dây này nhá, dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây bên hông. Làm bên hông này. Này là mình găm như này. Rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá. Pin thì mình bỏ pin đây. Gồm có 4 quả pin nhá. Mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi, và chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi. Cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua ấy, thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn. Đấy, không cần pin nhá. Cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đây là cái mẫu thước đo nhá. Đấy, thước đo người gọi là thước legal ấy, thước cân mực. Đấy, rất chi là đẹp luôn nhá. Đấy, và mình có chế độ đo này, đo thước dây nhá. Đo thước dây thì nó là 2,5 m cho em này. Còn không thì mình có thể đo bằng cái chế độ đo con này cân nhá. Đây là thước cân luôn, cân mực. Đấy, cân mực nhá. Đấy, có tia laser luôn. Đấy, mình có thể đo bằng cái giác khắc vuông để cho cái thước này nó cân. Đấy, nó cái cân mực thì nó sẽ giác vuông góc cho mình nhá. Cực kỳ là hay luôn. Đấy, và có công tắc này, có pin này. Và được tặng kèm 3 quả pin nhé quý vị nhé. Tặng kèm 3 quả pin luôn. Cái lô này thì em về nó cũng có số lượng ít thôi. Đấy, nó cực kỳ là hay nhé quý vị nhé. Đấy, mình có thể cân được 3 mặt nhé. À, mặt đứng này, mặt nghiêng này. Và mặt nói chung là mặt phẳng, nói chung là 3 mặt như này. Em cũng không sành về cái thứ này. Nhưng mà thật sự là nó rất chi là ok đấy. Đấy, như ăn điền nước mà đi chôn đế này. Lắp vòi nước này, cực kỳ là ok luôn nhá. Thì ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 80.000 thôi. 80.000 một sản phẩm nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa, đây là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hai đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nhá. Rồi, riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao, đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhá, sạc bằng năng lượng mặt trời như này. Và mua gì cũng là ok hết và có thể có khả năng
tất điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nha. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nha. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn và khi mình đóng lại là như này nhá. Đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em. Đấy, giả chiến cực kỳ là hay nhá. Quạt giả chiến này. Đấy, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu. Đấy, cái quả pin mà nhỏ ấy, 1.5V ấy, thì ba quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 một cái thôi. Đấy, giá quá rẻ, quá bèo nhèo. Đây là hàng nói chung là ngon, đỉnh cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình sử dụng nhá. Chào toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đây là một cái màu khoang pin đầu 13 ly quý vị nhá. Đấy, màu khoang pin 13 ly này. Đấy, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đây là cái đầu kẹp auto lock nhá. Và nó là 20 cấp độ trượt. Nó có 3 chế độ cho em này. Đấy, búa, chế độ búa thì mình khoang tường này nhá. Chế độ khoang này, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì chơi cái ngực này cho em này. Và đây là cái chế độ này thì bằng bắn những con vít nhẹ nhá. Cho em này, bắn nhựa như vậy, thật cao nhựa nhá. Và có hai chế độ nhanh chậm trên thân máy này. Dòng motor từ bootleg không thang nhá. Đấy, và pin của nó là pin 10 cell này. Hai quả pin dung lượng lớn cho em này, sạc bằng nhanh này, hộp đựng theo kèm. Đấy, có tay cầm theo kèm luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ test thử con máy này cho mình xem nhá. Vào những cái vật liệu. Đấy, vào những cái vật liệu. Đầu tiên là vít băng gỗ nhá, dài 10 phân này nhá. Đây, cái này lắp sẵn rồi. Đấy, vít băng gỗ dài 10 phân cho em này. Đấy, bắn xuyên luôn nhá. Bắn thử xem như nó như nào đây. Đấy, rất nhẹ nhàng, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, ba cái mẫu này thì em bao cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình đấy, là làm thờ mộc này, làm xây dựng này, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì khoang tường, em bao nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Hàng bao chất lượng và bên em là có giá thì chỉ có là 760.000 thôi, một cái dòng sản phẩm như này. 760.000 quý vị nhá. Đây là sở hữu được một con máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Anh chị em bà con hoặc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em về một cái mẫu sản phẩm, đây là một cái bộ ấm trà, ấm chén trà nhá. Đây, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình này. Anh những ai nào mà thích yêu uống trà đàm đạo thì đây, nhất ngay một bộ này về nhá. Đấy, rất kỳ là đẹp luôn. Đấy, hàng này là hàng xịn sò, bao chất lượng cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình này nhá. Với một cái chất liệu gốm sứ cao cấp này, màu xanh ngọc cho em này. Đấy, gồm có 8 cái ly này và một cái khay này, một cái bình này nhá. Một cái bình có một cái tay cầm cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn thấy. Đây là cái này để đừng tùy theo mình nhé, mình thích cái gì cũng được. Còn cái này để lọc trà cho em nhé, để lọc trà cho em này. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Thì nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình đấy. Với một cái giá chỉ có là 470.000 thôi. Em được nằm trong một cái bộ com lê ha. Com lê nằm trong một cái hộp như này nhá. Siêu đẹp luôn. Đấy, làm quà hay là mình để dùng sử dụng gì cực kỳ đẹp. Đấy, không sử dụng là thì cho vào đây nhá, cực kỳ là ok. Đây, quý anh chị em bà con của bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con của bác trên mọi miền tổ quốc nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài góc xài lưỡi một tấc một quý vị nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài liên doanh Việt Nhật, hàng cao cấp, bao trên chiến công trình, đấy, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nha. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc, đấy, nó đều có điều chỉnh tốc quý vị nhé. Đây, mình muốn nhanh thì chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi, và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nha. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi, máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi, thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì cực kỳ cao rồi, 11-12.000 vòng đến một phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác ấy hỏi máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi, đầu tiên đây là một cái đồ riêng, nhìn cái mở của nó này, đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nha. Mỡ này bình thường đấy, mỡ bò màu vàng nhá. Còn cái đây là cái mỡ này là mỡ trắng, mỡ này là mỡ chất lượng cao, mỡ siêu chiều nhiệt đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá.
cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đây là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai, đây là cái bộ rotor. Đấy, bộ rotor của nó này. Đấy, chưa? Được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo. Keo chống cắt điện cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này, siêu dày luôn nhá. Cổ gọp này siêu dày luôn. Rồi, hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy. Rồi dây chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này. Cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này. Thép này là thép siêu cứng nhá. Cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhá. Không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Em là mở bên trong thôi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy. Và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá. Cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa. Là quý vị cứ xài thoải mái đấy, và cực kỳ dễ thay thế này, thang là thang ngoài nhá. Mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này. Bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok chưa. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhé, có thể tăng dài ngắn này. Đấy, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo 3 chi tiết như vậy, 3 sản phẩm như vậy quý vị nhé. Và ngày hôm nay bên kênh của em chỉ thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhé, 350.000, và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt cái lô này để em về nhập cái lô mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nhá. Đây là cái màu kéo. Kéo này là kéo đa năng. Đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này. Đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi. Cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn. Kéo nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan. Đây, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá. Cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm mà bút làm dấu nhá. Bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá. Nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 ly này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá, và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoang không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi, hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Tiếp theo em có về một cái lô mỏ lết 12 inch, hàng bại xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ lết này là 300mm x 36 đấy, cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300mm nha. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi. Hãy thanh lý giá cực rẻ, cực sốc luôn. 95.000 quý vị nha. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em,